Video nó chậm lại một chút cho nên nó bị méo tiếng á, mấy bạn chịu khó nghe một chút ha. Tiếng nghe nó ồm ồm hơn ha. À, mình thấy hình chưa mấy bạn? Rồi mình bắt đầu ha. Coi thử cái chỗ nào mà nhanh quá thì mình ghi chú lại, lát nữa mình hỏi thì cô sẽ giảng lại cho chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung của tuần số 6, đó là bài xét nghiệm hóa sinh lâm sàng. Các bạn chú ý thì bài này chúng ta sẽ học theo quyển dược lâm sàng, những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị tập 1 ha. Nội dung bài học chính ngày hôm nay chúng ta sẽ đi lần lượt các vấn đề như sau. Thứ nhất là làm thế nào để đảm bảo chất lượng các phòng xét nghiệm. Thứ hai là ý nghĩa của các xét nghiệm thường dùng. Thứ ba là một số chẩn đoán sàng lọc và theo dõi bệnh. Đầu tiên ha, thì trước khi đi vào các cái định nghĩa về xét nghiệm, các bạn chú ý dùng cô, đó là cái đơn vị đo lường chúng ta thường hay dùng trong xét nghiệm á. Thì đây ví dụ như đây là một cái phiếu trả kết quả xét nghiệm về ha, thì đây chúng ta sẽ có cái cột, bên này là cái cột đơn vị. Thì trước đây á, các cái kết quả xét nghiệm nó trả về ví dụ cùng một loại xét nghiệm đi, thì cái kiểu đơn vị nó rất là sử dụng rất là nhiều loại, nó không có thống nhất giữa các cái tổ chức, các cái đơn vị y tế. Do đó nó sẽ làm cho người bệnh khi mà nhìn vào cái kết quả có thể bị nhầm lẫn. Do đó thì tổ chức đơn vị quốc tế người ta đã đưa ra một cái thống nhất, đó là chúng ta cần phải dùng chung một cái đơn vị đo lường. Cái đơn vị này người ta gọi là đơn vị của hệ SI, đó là System International. Thì các bạn chú ý giùm tôi, chúng ta sẽ học các cái đơn vị cơ bản của hệ SI mà nằm trong cái ngành học của mình. Lần lượt đó là độ dài, khối lượng, thời gian, và lượng chất ha. Còn lại cái 4, 5, 6 này thì không có thuộc vào ngành học của mình, do đó chúng ta không có cần phải học. Vậy các bạn nhớ dùm cô á, thì trong đơn vị cơ bản của hệ SI á, thì những cái đại lượng này nó sẽ có đơn vị là gì và ký hiệu ra làm sao, để cho những cái trị số mà quá lớn ở hàng phần nghìn hoặc là hàng số thập phân á, có thể dễ dàng ký hiệu được, thì chúng ta sẽ thêm vào các cái tiếp đầu ngữ. Ví dụ các cái tiếp đầu ngữ ở đây thì các bạn cũng học thuộc dùm cô ha. Những tiếp đầu ngữ này nó là đại diện cho hệ số gì, ví dụ như là kilo này thì mình viết tắt đó là chữ K nhỏ, đó là 10 mũ 3 có nghĩa là hàng nghìn ha. Mega thì là M lớn, là đây là có nghĩa là hàng triệu ha, 10 mũ 6. Giga thì là hàng tỷ ha, 10 mũ 9. Còn lại mili thì nó là M nhỏ nha các bạn, là 10 mũ trừ 3. Micro 10 mũ trừ 6, nano 10 mũ trừ 9 và pico 10 mũ trừ 12. Cuối cùng ha, thì thậm chí chúng ta một số xét nghiệm có thể dùng đến cái hàm femto, đó là 10 mũ trừ 15. Về các cái xét nghiệm mà chúng ta thường lấy mẫu bệnh nhân á, thì nó sẽ chia thành hai loại. Thứ nhất đó là xét nghiệm hóa sinh và thứ hai là các xét nghiệm huyết học. Xét nghiệm huyết học sẽ bao gồm những cái xét nghiệm về công thức máu, bao gồm là số lượng và tính chất của các cái tế bào máu, tức là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Phần này thì chúng ta sẽ không học ở đây ha, chủ yếu đây chúng ta sẽ học về các cái xét nghiệm hóa sinh thôi, đó là những cái chất hòa tan trong huyết tương chúng ta lấy từ cái mẫu xét nghiệm máu của bệnh nhân, hoặc là những cái dịch từ trong cơ thể, và điển hình hôm nay chúng ta sẽ lấy là dịch nước tiểu ha. Vậy vai trò của xét nghiệm hóa sinh á, là nó sẽ giúp gì cho cái việc điều trị của chúng ta? Thứ nhất ha, nó sẽ giúp cho chúng ta củng cố được cái chẩn đoán của bệnh nhân. Ví dụ như là bên cạnh những cái triệu chứng lâm sàng thì chúng ta còn cần phải dựa vào một số cái chỉ số xét nghiệm để chắc chắn là bệnh nhân có bị mắc bệnh lý đó hay không. Ví dụ như đái tháo đường á, nếu mình chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng, ví dụ ăn nhiều, tiểu nhiều, rồi khát nhiều, gầy nhiều chẳng hạn, thì những cái triệu chứng này có thể là nó không có điển hình. Nhưng mà nếu chúng ta dựa vào cái chỉ số gluco huyết tương của bệnh nhân á, thì chúng ta có thể chẩn đoán một cách chắc chắn là bệnh nhân bị đái tháo đường. Cái thứ hai đó là theo dõi hiệu quả điều trị ha. Thì ví dụ như chính cái đái tháo đường vậy, chúng ta có thể biết được là bệnh nhân có đáp ứng với sử dụng thuốc hay không, bệnh có đỡ hay không, bằng cách theo dõi chỉ số đường huyết cũng như HbA1c của bệnh nhân.
Vai trò thứ ba đó là sàng lọc nguy cơ. Chẳng hạn như nếu mà bệnh nhân chưa bị đái tháo đường nhưng mà thuộc ngưỡng nguy cơ cao, mình gọi là tiền đái tháo đường á, thì đương nhiên là cái biểu hiện triệu chứng là chắc chắn là chưa có. Nhưng mà chúng ta cũng có thể dựa vào cái chỉ số đường huyết để biết được là bệnh nhân có thuộc nhóm nguy cơ cao hay không. Từ đó chúng ta có các cái biện pháp phòng tránh phù hợp. Và cuối cùng đó là phát hiện độc tính của thuốc. À, một số thuốc thì có cái độc tính nó biểu hiện ra triệu chứng lâm sàng. Nhưng nếu mà nó không biểu hiện ra triệu chứng lâm sàng, ví dụ như chúng ta có ức chế men chuyển, nó khi sử dụng nó sẽ làm tăng kali huyết của bệnh nhân. À, vậy thì cái kali huyết này bị tăng á, khi mà ở một cái mức độ nhẹ, nó chưa có biểu hiện triệu chứng, thì chúng ta vẫn có thể phát hiện được bằng các cái xét nghiệm hóa sinh. Như vậy thì để đảm bảo được là một cái xét nghiệm hóa sinh sẽ cung cấp cho chúng ta những cái vai trò quan trọng như thế này á, thì chúng ta phải tin tưởng được là cái xét nghiệm này nó đúng. Có nghĩa là mình phải có cái biện pháp để đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm nhằm mục đích là đảm bảo cho kết quả có thể tin cậy được, bao gồm hai phương pháp, đó là nội kiểm tra chất lượng và ngoại kiểm tra chất lượng. Về nội kiểm tra chất lượng thì mình hình dung có nghĩa là nội bộ trong phòng xét nghiệm nó sẽ lưu dùng các cái biện pháp làm thế nào để đảm bảo được là từng khâu, từng cái quá trình ở trong đó đều được đạt chất lượng tốt. Chẳng hạn như là chúng ta tiêu chuẩn hóa dụng cụ, máy móc, thuốc thử nè, thường xuyên kiểm tra chất lượng của các cái kết quả xét nghiệm nè, và đào tạo chuyên môn của các cán bộ xét nghiệm để không ngừng được củng cố và cải thiện ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái tiêu chí để chẩn đoán, bao gồm độ chính xác và độ đúng. Vậy thì các bạn phân biệt dùng câu chính xác và đúng ở đây có nghĩa là gì? Độ chính xác có nghĩa là kết quả giữa các cái lần xét nghiệm của chúng ta nó sẽ có sự lặp lại, có nghĩa là chỉ số nó sẽ gần giống nhau. Còn độ đúng ở đây có nghĩa là kết quả của các lần xét nghiệm của chúng ta nó giống với chỉ số thực tế, chỉ số đúng. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái hình minh họa, chẳng hạn như là khi chúng ta phóng phi tiêu á, thì cái hồng tâm được coi như là kết quả thực tế, được coi như là cái chỉ số mà chúng ta hướng tới. À, vậy thì nếu như các cái lần mà phóng phi tiêu của chúng ta nó đều tập trung lại một chỗ nhưng mà nó xa hồng tâm, thì cái chỉ số này chúng ta gọi đó là nó có độ chính xác cao nhưng mà độ đúng thấp. Ngược lại, nếu như mà các cái chỉ số lần chúng ta phóng á, nó đều gần với hồng tâm nhưng mà nó lại cách xa nhau, nó không có tập trung lại một chỗ, thì ở đây chúng ta lại gọi là nó có độ chính xác thấp và độ đúng cao. Ở trên hình này chúng ta sẽ thấy đó là các cái kết quả thì nó rất là xa nhau và nó càng không gần chúng hồng tâm nữa, thì cái này là cả độ chính xác và độ đúng đều thấp. Và cái mà chúng ta mong muốn trong cái kết quả xét nghiệm đó chính là có độ đúng cao và độ chính xác cao. Có nghĩa là các cái chỉ số xét nghiệm nó vừa lặp lại mà nó vừa đúng với kết quả thực tế. Như vậy tương tự thì các bạn cũng nhớ và so sánh dùng cô ha, những cái hình hồng tâm này nó cũng cho ra cái chỉ số độ đúng và độ chính xác như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngoại kiểm tra chất lượng. Ngoại kiểm tra đây thì chúng ta sẽ so sánh giữa các phòng xét nghiệm với nhau. À, bằng cách là các phòng xét nghiệm cùng lấy một cái mẫu kết quả để tiến hành, sau đó thì lấy kết quả trả về để so sánh với các phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia hoặc là quốc tế. À, vậy thì ngoại kiểm tra chất lượng chúng ta sẽ đánh giá bằng các cái thông số. À, thông số này mình đã học rồi ha. Cô có là dương tính thật này, đó là true positive, dương tính giả là false positive, âm tính thật đó là true negative và âm tính giả đó là false negative. Ví dụ như cô có 100 bệnh nhân tới khám thì 100 bệnh nhân này sẽ chia thành hai trường hợp, đó là trường hợp có bệnh và trường hợp không có bệnh. Nhưng mà khi chúng ta làm cái xét nghiệm á, thì có thể nó sẽ không ra được chính xác hai trường hợp như thế này, là nó sẽ có những trường hợp như thế này xảy ra. Ha? Trường hợp thứ nhất đó là những người có bệnh nè được xét nghiệm ra là có bệnh thật, ha? Thì ở đây chúng ta sẽ gọi đó là dương tính thật, true positive. Tuy nhiên những người có bệnh này lại được xét nghiệm ra là âm tính. Đó, thì chúng ta gọi những người này là âm tính giả, false negative. Bên này là số những cái người mà không có bệnh. Vậy thì những người không có bệnh được xét nghiệm ra là không có bệnh thì mình gọi đó là âm tính thật, true negative. Còn những người này mà được xét nghiệm ra là dương tính thì mình gọi đó là dương tính giả, false positive. Vậy bạn hình dung dùng cô ha, trong cái cỡ mẫu này sẽ có bao nhiêu người là người có bệnh? Ở đây nó sẽ bằng ha, đó là dương tính thật cộng với âm tính giả là số người có bệnh thực tế. Ngược lại bên này ha, số người không có bệnh trên thực tế sẽ bằng âm tính thật cộng với dương tính giả. Đây, vậy nhớ những cái thông số như thế này chúng ta sẽ đi vào các cái chỉ số như sau. Chỉ số thứ nhất cô gọi đó là độ nhạy, là tỷ lệ người mắc bệnh được phát hiện là có bệnh. Vậy thì các bạn chú ý dùng cô ạ. Ở đây ha, số người mắc bệnh ở đây chính là
TP cộng với FN, nhưng mà trong đây chỉ có TP là số người được chẩn đoán là có bệnh đúng thôi. Vậy thì cái tỷ lệ này sẽ được chia bằng cách lấy TP chia cho TP cộng với FN. Mình gọi đây là độ nhạy. Chỉ số thứ hai đó là độ đặc hiệu, tương tự ha, nó sẽ là tỷ lệ người không mắc bệnh được phát hiện là không có bệnh. Thì suy tương tự là thế, chúng ta cũng sẽ có cái chỉ số này là bằng PN chia cho FP cộng với TN. Chỉ số cuối cùng nó chính là độ hiệu năng, đó chính là tổng số kết quả đúng so với tổng số đối tượng được thử. Vậy thì tổng số đối tượng được thử ở đây của chúng ta sẽ bằng bốn chỉ số này cộng lại, nhưng mà trong đây chỉ có dương tính thật và âm tính thật là kết quả đúng thôi. Thì mình sẽ có đây là công thức tính độ hiệu năng. Vậy chúng ta sẽ xong cái mục tiêu thứ nhất của bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mục tiêu thứ hai, đó là mình sẽ đi tìm hiểu những cái xét nghiệm đối với các cái bệnh điển hình. Thì ở đây ha, mình sẽ tổng cộng đi vào 6 bệnh ở trên đó: đái tháo đường, rối loạn lipid huyết, nhồi máu cơ tim, các bệnh về gan mật, bệnh thận và các cái chỉ số sử dụng protein huyết tương. Vậy đầu tiên cô sẽ có bệnh lý đái tháo đường. Bệnh lý đái tháo đường á, thì nó nguy hiểm với tính mạng của bệnh nhân và được coi là một kẻ giết người thầm lặng, bởi vì cái triệu chứng của nó thì không có rõ ràng, nhưng mà nó lại đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân một khi mà các cái biến chứng nó xuất hiện. Thì chúng ta có rất là nhiều những cái biến chứng mang lại do đái tháo đường ha, ví dụ như là biến chứng giảm thị lực trên mắt, suy giảm sinh lý ha, là vết thương không lành được, tăng nguy cơ nhiễm trùng và dễ bị loét bàng chân, và những biến chứng thường hay gây tử vong như là biến chứng trên tim mạch, xơ vữa mạch ha, và biến chứng trên thận, suy thận. Vậy thì cái điều quan trọng là chúng ta phải chẩn đoán và phát hiện một cách sớm và chính xác các bệnh lý này, để từ đó mình có các biện pháp điều trị cho kịp thời. Vậy thì để kiểm soát đái tháo đường ha, thì ở đây các bạn chú ý giùm cô về tiêu chuẩn chẩn đoán theo ADA 2010. Thì mình sẽ học thuộc giùm cô cái tiêu chuẩn này, bao gồm 4 tiêu chí. Tiêu chuẩn này thì chúng ta cũng đã học qua ở những môn phía trước rồi ha. Giờ đó ở đây chúng ta nhắc lại một chút thôi. Nó sẽ có sử dụng hai xét nghiệm chính. Xét nghiệm thứ nhất đó là HbA1c ha, đó là tỷ lệ hemoglobin gắn với gluco trên hemoglobin toàn phần. Nếu lớn hơn bằng 6,5% thì được coi là đái tháo đường. Nhưng mà test này phải được thực hiện ở các cái phòng xét nghiệm chuẩn. Cái chỉ số thứ hai chúng ta sẽ hay dùng đó là chỉ số về đường huyết. Thì đường huyết tùy thuộc vào cái thời điểm mình đo sẽ nó sẽ có là ba loại. Đường huyết đói là nhịn đói ít nhất 8 tiếng đồng hồ, phải lớn hơn hoặc bằng 7 mmol trên lít. Đường huyết 2 giờ sau khi uống 75 g gluco, mình gọi là đường huyết sau khi dung nạp gluco, thì nó phải lớn hơn bằng 11,1 mmol trên lít. Và cái loại đường huyết thứ ba đó là đường huyết bất kỳ, đo bất kỳ lúc nào, kể cả no, kể cả đói, lớn hơn hoặc bằng 11,1 mmol trên lít. Tuy nhiên chỉ số thứ tư này thì nó cần phải có cái điều kiện là bệnh nhân đã có các triệu chứng điển hình của tăng đường huyết như là ăn nhiều, rồi gầy nhiều, tiểu nhiều, khát nhiều. Ngoài ra chúng ta còn có một cái mốc đó là chẩn đoán những cái đối tượng tiền đái tháo đường bằng hai cái tiêu chí về đường huyết. Thứ nhất là dùng đường huyết đói mà nằm trong khoảng từ 5,6 đến 6,9 thì mình gọi là rối loạn đường huyết đói. Đường huyết sau khi dung nạp gluco mà từ 7,8 đến 11 thì mình gọi là rối loạn dung nạp gluco. Vậy thì đối với đái tháo đường chúng ta sẽ dùng các cái chỉ số xét nghiệm như sau. Đầu tiên đương nhiên là mình sẽ phải bắt buộc dùng đó là gluco huyết tương, là bắt buộc phải có này. Chỉ số thứ hai mà mình cũng đã gặp trong các cái tiêu chí đó chính là HbA1c. Ngoài ra mình còn dùng kèm thêm một vài tiêu chí khác, ví dụ như là định lượng fructosamin, định lượng peptide C, và cuối cùng là microalbumin trên creatinine niệu. Thì lần lượt mình sẽ đi vào từng chỉ số một ha. Thứ nhất đó là gluco huyết tương, nó sẽ được chẩn đoán thông qua cái phản ứng đó là dùng gluco oxida để oxy hóa gluco trong máu của bệnh nhân, cho thành hai thành phần đó là axit glucuronic và hydroxy peroxide. Thành phần hydroxy peroxide này sẽ tiếp tục được oxy hóa bởi peroxida cho ra một cái sản phẩm quinone có màu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đo mật độ quang để biết được là cái mức độ lên màu bao nhiêu, và nó sẽ tương ứng với cái nồng độ gluco có trong huyết tương. Về vị trí lấy gluco thì chúng ta sẽ có hai vị trí. Nếu mà chúng ta chích để lấy máu ở các cái mao mạch, ví dụ như là đầu ngón tay này, thì mình gọi đấy là đường huyết mao mạch. Còn nếu mà chúng ta lấy máu ở trực tiếp tĩnh mạch của bệnh nhân, là thường lấy ở khuỷu tay ha,
Thì đây mình có là đường huyết tĩnh mạch. Thì các bạn nhớ giùm cô chỉ số này thì mình đã học phân loại rồi ha, đó là đường huyết tĩnh mạch đó, đó là gluco chỉ trong huyết tương thôi. Bởi vì máu sau khi chúng ta lấy ra thì nó sẽ được quay ly tâm để tách bỏ huyết cầu và chỉ lấy cái phần huyết tương để đo nồng độ gluco. Còn đường huyết mao mạch thì nó đo trực tiếp bằng cái dụng cụ thử, không có tách huyết tương huyết cầu. Do đó thì đường huyết đây sẽ là đường huyết trong máu toàn phần, nó sẽ bị pha loãng ra bởi thể tích huyết cầu nó chiếm chỗ. Do đó thì đường huyết tĩnh mạch luôn luôn có chỉ số cao hơn đường huyết mao mạch ha, khoảng từ 10 đến 15%. Trước khi bệnh nhân thực hiện cái xét nghiệm này thì cần phải tránh các thuốc dẫn đến cái hiện tượng là đường huyết của bệnh nhân sẽ bị tăng nhất thời, như là streptozotocin, thiazid hoặc là phenytoin. Vậy thì cái kết quả gluco huyết tương sau khi đo được sẽ so sánh để biết được là bệnh nhân đang ở cái ngưỡng như thế nào, thì bạn này về chúng ta xem thêm ha. Xét nghiệm thứ hai đó chính là HbA1c. HbA1c đó chính là cái thành phần amin nằm trong hemoglobin của hồng cầu á, nó sẽ liên kết với gluco tạo ra một liên kết bền vững và nó không có chia lìa. Do đó HbA1c sẽ được định nghĩa bằng cái lượng hemoglobin gắn với gluco trên cho hemoglobin toàn phần, coi thử là nó chiếm bao nhiêu phần trăm ha các bạn. Và cái lượng này thì nó sẽ không đổi trung bình trong vòng từ 2 đến 3 tháng, bởi vì hồng cầu của bệnh nhân á, thì nó tồn tại được trong vòng từ 2 đến 3 tháng. Thông thường thì cái chỉ số này đối với người bình thường là từ 4 đến 6%, và khi nào nó lớn bằng 6,5% thì kết luận là đái tháo đường. Chỉ số này thì có ưu điểm đó là chúng ta có thể lấy máu bất kỳ lúc nào ha, bởi vì nó ổn định trong vòng 2 đến 3 tháng mà. Nó phản ánh đường huyết trung bình của bệnh nhân trong khoảng thời gian này. Do đó nó được dùng để theo dõi hiệu quả điều trị rất là tốt. Đây là cái chỉ số hàng đầu để theo dõi điều trị luôn. Nếu mà HbA1c của bệnh nhân bé hơn 6,5% thì chúng ta coi như là đạt mục tiêu điều trị ha, bệnh nhân có đường huyết ổn định. Còn nếu mà lớn hơn 8% thì có nghĩa là bệnh nhân chưa có đáp ứng với thuốc và mình cần phải thay đổi lại phác đồ. Ngoài ra nó có một số cái nhược điểm, như là chỉ số này thì nó sẽ phụ thuộc vào hồng cầu, phụ thuộc vào hem và nó không phản ánh được đường huyết cấp tính của bệnh nhân. Chỉ số thứ ba đây chúng ta có được chính là fructosamin. Chỉ số này nó gần tương tự với HbA1c ha các bạn. Đó là bây giờ đường nó sẽ không gắn với amin của globin hồng cầu mà nó sẽ gắn trực tiếp với amin của albumin huyết tương. Albumin là một loại protein huyết tương mà chúng ta đã học ở những bài phía trước mình có gặp qua rồi ha. Thì đây nó cũng sẽ tạo ra cái liên kết tương tự như vậy, và liên kết này bền. Vậy thì hợp chất mà tạo ra đây mình gọi đó là fructosamin. Vậy thì fructosamin á, nó sẽ được tính bằng cái lượng fructosamin hình thành, chứ nó không được tính bằng tỷ lệ như là HbA1c nữa ha. Do đó ở đây chúng ta sẽ có cái chỉ số ở đây là bình thường là bé hơn 285 micromol trên lít, thì đơn vị nó hơi khác một chút ha. Nó sẽ phản ánh đường huyết trung bình trong 2 đến 3 tuần của bệnh nhân, bởi vì cái đời sống của albumin huyết tương á, thì nó sẽ kéo dài khoảng tầm 2 đến 3 tuần. Và chỉ số này thì cũng tương tự, đó là giúp chúng ta xác định được cái hiệu quả điều trị. Chỉ số thứ tư được dùng ở đây đó là định lượng peptide. Peptide chính là cái thành phần của proinsulin, nghĩa là khi mà insulin được tiết ra từ tụy thì nó nằm ở cái dạng bất hoạt ha, đó là chuỗi A và chuỗi B sẽ được nối với nhau bởi một cái chuỗi C làm cho proinsulin chưa có tác dụng. Nhưng mà sau đó thì nó sẽ cắt cái chuỗi C đi, trả về insulin có hoạt tính và đi vào máu. Vậy thì cái thành phần C-peptide này nó phản ánh được cái lượng insulin đây có phải thực sự là do tụy của chúng ta sản xuất ra hay không? Do đó nó sẽ có hai vai trò chính. Vai trò thứ nhất đó là nó giúp chúng ta phân biệt được đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Bởi vì đái tháo đường tiếp 1 đó nguyên nhân là do tụy của chúng ta không sản xuất được insulin. Do đó peptide C nó sẽ rất là thấp hoặc gần như là không có. Còn đái tháo đường tiếp 2 thì bệnh nhân vẫn sản xuất insulin được bình thường, do đó peptide C nó vẫn bình thường ha. Và trường hợp thứ hai đó là peptide C sẽ giúp chúng ta đánh giá được đó là khi bệnh nhân bị đái tháo đường á và sử dụng các thuốc mà kích thích tụy sản xuất insulin. Nếu chỉ số peptide C này tăng có nghĩa là bệnh nhân đang đáp ứng với thuốc, do đó nó dùng để theo dõi hiệu quả điều trị. Và chúng ta đi đến chỉ số cuối cùng đó là microalbumin trên creatinine liệu. Thì bạn hình dung giùm cô ở đây ha, đó là microalbumin không phải là albumin kích thước nhỏ mà là albumin lượng nhỏ có mặt trong nước tiểu. Có nghĩa là
Bình thường á, albumin nó sẽ tích điện âm cùng dấu với cái lỗ lọc cầu thận, do đó nó sẽ không bị lọt ra ngoài qua lỗ lọc cầu thận. Trong nước tiểu của người bình thường gần như không có albumin, không phát hiện được albumin. Nhưng mà một trong số những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, nó chính là làm cho bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận. Và một trong số những cái diễn tiến đầu tiên xuất hiện, đó là nó sẽ làm cho cái lỗ lọc của bệnh nhân nó bị viêm, nó bị mất điện tích. Do đó thì lúc này albumin sẽ không còn tích điện cùng dấu nữa, nó không còn bị đẩy nữa, nó sẽ thoát ra ngoài qua nước tiểu nhưng mà chỉ một lượng rất là nhỏ thôi. Mình gọi đó là micro albumin. Vậy thì cái việc mà chúng ta phát hiện micro albumin trong nước tiểu như này này, nó sẽ giúp chúng ta đánh giá được là bệnh nhân có những cái diễn tiến sớm của bệnh thận hay chưa, để mình có cái biện pháp để phòng ngừa cho. Vậy thì chỉ số này có đặc điểm như sau, viết tắt là MAU ha. U ở đây có nghĩa là urine, nước tiểu. Chỉ số này thì thông thường á là nó nhỏ, khó xác định. Và để xét nghiệm được nó thì chúng ta phải lấy mẫu nước tiểu 24 giờ và định lượng cái lượng microalbumin xuất hiện trong 24 giờ lấy nước tiểu. Nhưng mà lấy nước tiểu 24 giờ này thì nó rất là bất tiện cho bệnh nhân, và đôi khi thì chúng ta không tin tưởng được cái việc bệnh nhân tự lấy mẫu này nó có chính xác hay không. Do đó thì người ta sẽ làm thêm một cái thao tác, đó là người ta cũng định lượng thêm cái creatinine trong nước tiểu tại cùng thời điểm lấy mẫu. Lúc này người ta sẽ chia microalbumin trên chỉ số creatinine liệu, thì nó sẽ giúp chúng ta lấy mẫu nước tiểu một lần duy nhất thôi mà không cần phải lấy mẫu 24 giờ nữa. Chỉ số này mình gọi là ACR, có nghĩa là microalbumin trên creatinine liệu. Nhưng mà chỉ số này thì đơn vị của nó không phải là khối lượng trên 24 giờ nữa, mà nó sẽ là đơn vị khối lượng trên khối lượng ha. Nhưng mà tóm lại thì chỉ số này sẽ giúp chúng ta đánh giá được là bệnh nhân đã bị suy giảm chức năng thận sớm hay chưa. Và bây giờ nhiệm vụ của các bạn là học cho cô cái bảng từng cái giai đoạn như thế này ha. Đầu tiên là với cái chỉ số MAU thì đơn vị của nó là miligam trên 24 giờ. Đối với chỉ số ACR thì đơn vị của nó sẽ là miligam trên milimol. Ở đây thì mình có 3 giai đoạn. Giai đoạn bình thường là chưa có suy giảm chức năng ha, thì đây là bé hơn 30, đây thì bé hơn 3. Giai đoạn có suy giảm chức năng rồi, có xuất hiện một lượng nhỏ albumin rồi, mình gọi là microalbumin, thì là từ 30 đến 300. Bên này là từ 3 đến 30. Và giai đoạn cuối cùng đó là khi mà albumin thất thoát quá nhiều, thì đây chúng ta gọi đó là macroalbumin, là giai đoạn suy giảm chức năng mà mức độ nặng ha. Thì đây là trên 300 và đây là trên 30. Thì bảng này rất là dễ học thôi, nhưng mà đừng có nhầm lẫn. Rồi, kết thúc bệnh lý đầu tiên ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bệnh lý thứ hai, đó là rối loạn chuyển hóa lipid huyết. Vì thì cái bệnh này nó đang gắn liền với chúng ta và càng ngày nó càng phổ biến ha. Nó thường hay xảy ra ở người lớn tuổi và đặc biệt là nữ giới. Vậy thì bệnh này nó có những cái mức độ nguy hiểm như thế nào? Nó sẽ kèm theo tăng huyết áp, đái tháo đường và béo phì ha. Nó làm bệnh nhân tăng cái nguy cơ bị xơ vữa. Mà một khi xơ vữa được hình thành á, thì nó sẽ làm cho cái mạch máu của bệnh nhân dễ bị xuất hiện huyết khối, dễ bị tắc nghẽn và dẫn đến những cái bệnh lý mà đột ngột có thể dẫn đến tử vong, như là tắc nghẽn mạch máu não này, hoặc là đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim. Do đó đây cũng là một cái bệnh lý rất là nguy hiểm. Vậy hôm nay chúng ta sẽ xem được các xét nghiệm nào giúp mình chẩn đoán được cái rối loạn lipid này. Và đây mình sẽ có một số cái xét nghiệm, ví dụ như là total cholesterol ha, đó là CT. Thứ hai đó là triglycerid TG. Thứ ba đó là lipoprotein LP, và cuối cùng là apolipoprotein. Vậy thì đầu tiên là các bạn phải phân biệt được giùm cô những cái chỉ số này nó có nghĩa là gì ha. Vậy thì ở đây cô có này, cholesterol và triglycerid là hai cái vật liệu lipid trong cơ thể của chúng ta. Hai cái này nó có vai trò nhất định đối với cơ thể. Ví dụ ha, bình thường chúng ta sẽ lấy được từ thức ăn và trong gan mình cũng có sẵn, nước tổng hợp sẵn luôn. Thì cholesterol nó sẽ có vai trò là giúp chúng ta tổng hợp lên cái màng tế bào, có những cái thành phần cholesterol ở ngoài màng á, và giúp chúng ta tổng hợp được các cái hormone chuyển hóa có bản chất là có cái khung steroid, ví dụ như là hormone sinh dục. Còn đối với triglycerid á, thì cái này chủ yếu á, nó sẽ phân giải và cho chúng ta tạo ra năng lượng để chúng ta hoạt động. Thì bạn hình dung là khi mà cholesterol và triglycerid á, nó
được hấp thu vào cơ thể và nó được vận chuyển đến mô và tế bào để sử dụng á, thì nó là những cái thành phần thân dầu lipid, do đó nó không thể nào mà phân tán được vào trong máu của chúng ta là môi trường thân nước được. Bởi vậy thì nó sẽ phải tạo thành những cái cục, những cái cục này á, mình gọi là xe để chuyên chở thành phần lipid ha. Thì những cục này mình gọi tên của nó là lipoprotein. Thì tùy vào cái cấu tạo của từng loại lipoprotein mà mình sẽ chia nó thành những cái loại khác nhau. Và đây là một cái cục vận chuyển như thế. Thành phần của nó bên trong sẽ là chứa nguyên vật liệu chất béo, ví dụ như là cholesterol hoặc là triglyceride. Còn bên ngoài á, nó sẽ được bao phủ bởi một cái lớp màng. Lớp màng này chính là phospholipid. Nó sẽ quay cái đầu thân nước ra ngoài và quay cái đầu thân dầu vào trong. Như vậy nó sẽ nhũ hóa được lipid và phân tán được trong cái môi trường huyết tương. Tuy nhiên cái cục này muốn xác định được đi đến đâu thì nó phải có cái anten để chỉ điểm, và cái anten này sẽ được tiến hành nhờ apoprotein. Vậy thì chính cái apoprotein này cũng sẽ giúp chúng ta biết được là cái loại lipoprotein đây là loại gì và nó sẽ đi đâu. Vậy thì tùy cái tính chất của từng loại lipoprotein mà chúng ta sẽ chia thành từng loại như sau. Ở đây mình hình dung ha, nếu vật liệu chất béo ở trong này là nó là triglyceride nhiều thì nó là màu xanh, còn nếu nó là cholesterol nhiều đó, thì nó sẽ là màu vàng. Thì mình sẽ có hai cái nguồn để chúng ta thu thập được chất béo. Thứ nhất đó là cái nguồn ngoại sinh, đó là lấy từ ruột, từ thức ăn, và thứ hai đó là nguồn nội sinh là mình tự tổng hợp được ở gan. Vậy thì khi mà thức ăn chúng ta dùng vào á, nó sẽ tạo ra những cái hạt để vận chuyển, thì hạt này thành phần chính của nó là triglyceride ha, thành phần chính là màu xanh nè. Hạt này mình gọi là chylomicron. Và nó có thể mất bớt thì thành phần triglyceride thì mình gọi đó là chylomicron remnant, nó nghĩa là trung gian nè mấy bạn. Và các bạn nhớ dùng cô này, đó là cái thành phần triglyceride này á, thì nó có rất là nhiều những axit béo trong đây, do đó nó sẽ làm cho cái trọng lượng của nó nhẹ hơn. Nếu mà là thành phần cholesterol thì trọng lượng nó sẽ nặng hơn. Bây giờ cái nguồn thứ hai của mình á, đó là sẽ lấy từ gan để đi ha, thì lấy từ gan đi đây nó cũng sẽ tạo thành ra cái hạt lipoprotein. Nếu mà hạt này thành phần triglyceride nhiều hơn á, thì mình gọi nó là trọng lượng phân tử rất thấp ha, đó là very low density lipoprotein, mình gọi là VLDL. Nếu mà nó bớt bớt cái thành phần triglyceride đi thì nó sẽ nặng hơn một chút, mình gọi là remnant, có nghĩa là loại trung gian, tức là IDL á. Nó mất đi thêm nhiều nữa và chủ yếu là cholesterol este á, thì nó sẽ làm cho cái thành phần này nó nặng hơn á, không còn là very nữa mà chỉ là low density lipoprotein thôi, mình gọi thế là LDL. Và khi mà cái thành phần này chủ yếu là cholesterol thì nó có tỷ trọng là nặng nhất, mình gọi đó là high density lipoprotein HDL. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có các loại lipoprotein khác nhau tùy thuộc vào cái tính chất chuyên chở của từng loại. Vậy thì đây là lượt chúng ta sẽ đi vào từng xét nghiệm một ha. Thứ nhất đó là cholesterol toàn phần. Vậy thì cholesterol á, toàn phần đây có nghĩa là nó có hai loại. Loại thứ nhất là nếu cái đầu OH ở đây nó tự do, nó chưa có liên kết với axit béo thì mình gọi là cholesterol tự do. Còn nếu có đầu ở đây nó có liên kết với axit béo á, bởi cái phản ứng este thì mình gọi là cholesterol este ha. Vậy thì cholesterol của chúng ta este nó sẽ nhiều hơn tự do. Nó cũng được từ hai nguồn này, là gan là nguồn nội sinh nhá, ngoại sinh là thức ăn. Cholesterol này á, thì bình thường nó không giúp chúng ta biết được là cụ thể bệnh nhân là thuộc loại rối loạn chuyển hóa lipid nào, nhưng mà mình biết được một cái thông tin, đó là nếu mà cái chỉ số cholesterol, nếu mà mình biết được cái chỉ số total cholesterol này mà cao á, thường là trên 200 mg trên decilit, thì bệnh nhân có nguy cơ bệnh mạch vành, có nghĩa là kết hợp với các bệnh lý chuyển hóa làm cho bệnh nhân bị xơ vữa động mạch. Do đó thì thông thường rất là nhiều những cái cách điều trị của bệnh nhân là phải hạ xuống dưới 200 mg trên decilit này. Một số nguyên nhân dẫn đến tăng hoặc là giảm cholesterol nguyên phát hoặc thứ phát thì mình về mình tự xem thêm. Chỉ số thứ hai là triglyceride, đây cũng là một cái nguyên liệu chất béo trong cơ thể của chúng ta, bao gồm glycerol ha, gắn với ba cái gốc axit béo ở đây thì mình gọi là triglyceride. Nó cũng bao gồm hai nguồn, ngoại sinh là lấy từ thức ăn, chủ yếu được vận chuyển bởi chylomicron, nội sinh là đi từ gan, chủ yếu được vận chuyển bởi VLDL. Tuy nhiên cái chỉ số này thì nó biến động hơi bị nhiều một chút ha, nó phụ thuộc vào chế độ ăn này. Do đó thông thường khi mà xét nghiệm lipid thì bệnh nhân cũng phải nhịn đói ít nhất là 8 tiếng, giống như là xét nghiệm đường huyết vậy. Rồi rượu này, thuốc ngừa thai này, thời kỳ thai, mãn kinh, là do nó liên quan đến hormone estrogen
estrogen ha. Vậy thì cả triglyceride và cholesterol á thì nó không giúp chúng ta biết được là cụ thể bệnh nhân bị tăng hoặc là giảm loại lipoprotein nào, nhưng mà nó là những cái xét nghiệm giúp chúng ta bước đầu thăm dò cái nguy cơ lipid huyết của bệnh nhân. Vậy thì biết được cụ thể là bệnh nhân thuộc loại rối loạn lipid huyết nào á, mình phải dựa vào chỉ số lipoprotein để đánh giá. Ở đây thì chủ yếu chúng ta sẽ thấy nổi bật lên là hai thành phần LDL là cholesterol có hại và HDL là cholesterol có lợi. Tại sao lại nói nó là có hại và có lợi? Bởi vì LDL á, thì cái trọng lượng phân tử của nó thấp hơn so với HDL. Do đó thì những cái liên kết đấy nó rất là lỏng lẻo, khi mà nó vận chuyển từ gan cho đến các cái tế bào á, thì nó sẽ dễ làm vương vãi cholesterol lên thành mạch. Thì những cái cholesterol này á, nó sẽ chui vào lớp áo giữa của thành mạch và đóng tại đây, từ đó bạch cầu nó sẽ huy động đến xảy ra phản ứng viêm và làm cho thành mạch của chúng ta bị phá hủy cấu trúc, mình gọi đó là mảng xơ vữa dần dần được hình thành. Do đó khi mà chỉ số LDL tăng á, thì đồng nghĩa với cái nguy cơ bệnh mạch vành nó sẽ gia tăng, chỉ số này là có hại. Nhưng ngược lại ha, đối với cholesterol có lợi thì chính là HDL á, thì nó được ví như là người dọn dẹp. Khi mà LDL đi vào vương vãi cholesterol thì HDL sẽ có áp lực cao và hút cholesterol này vào trong cái cấu trúc của nó. Do đó đối với HDL thì chỉ số này càng cao càng tốt, có nghĩa là khi nó giảm thì cũng đồng nghĩa với cái việc là nguy cơ bệnh mạch vành gia tăng. Một số cái kiểu rối loạn chuyển hóa lipid giúp chúng ta suy ra được từ các cái chỉ số lipoprotein thì cái này về các bạn tham khảo thêm. Bạn đó không học á thì phải học bạn này cho cô này. Đây là cái bảng phân loại các cái mức độ rối loạn lipid huyết theo ATP3. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đã có là ATP4 rồi. Tuy nhiên cái ATP3 này nó vẫn tương tự ATP4 ở cái mức độ chẩn đoán thôi. Do đó các bạn học giống như ở đây là được ha. Đó là với các chỉ số LDL này, HDL và total cholesterol thì từng cái mức độ nó được phân loại như thế nào ha. Optimal có nghĩa là tối ưu á các bạn. Near optimal ở đây có nghĩa là chưa tối ưu ha, nghĩa là cũng tạm được thôi. Borderline 2 có nghĩa là đây là mức trung bình cao, đây là mức cao và đây là mức rất cao là nguy hiểm ha. Rồi tương tự ở đây desirable cũng là mức mong muốn tối ưu. Ở đây là mức trung bình cao và đây là mức cao. Còn HDL mình chỉ có hai mức thôi, thấp và cao. Nhớ học thuộc cho cô cái bảng này ha. Chỉ số cuối cùng mình có ở đây đây chính là apolipoprotein. Thì tương tự như từ đầu cô đã nói ha, khi mà mình xác định được cái loại apo ở đây là loại nào tăng á, thì đồng nghĩa với việc mình cũng biết được là cái loại lipoprotein này là loại nào gia tăng. Ở đây thì chúng ta sẽ xem cho cô một vài những cái chỉ điểm apo ha, và mình chỉ nhớ giùm cô ở đây là thứ nhất là apoA1 là nó sẽ chỉ điểm cho nồng độ HDL, còn apoB thì nó sẽ chỉ điểm cho các cái nồng độ cholesterol xấu như là LDL hoặc là VLDL. Như vậy là mình kết thúc bệnh lý thứ hai ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bệnh lý thứ ba, đó là nhồi máu cơ tim. Bệnh lý này thì đặc biệt là nguy hiểm, nó là hậu quả của các cái tình trạng xơ vữa mà dẫn tới từ hai cái bệnh lý trước. Bệnh lý này thì nó có thể đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân và tử vong chỉ trong vòng vài giờ hoặc thậm chí là vài chục phút thôi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta xét nghiệm một cách nhanh chóng và chính xác nhất cái bệnh lý này để cấp cứu kịp thời? Vậy thì đầu tiên các bạn phải phân biệt được cô nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực nó giống hay là khác nhau ha. Thì ở đây chính là cái bề mặt cắt ngang của cái mạch vành. Mạch vành chính là những cái mạch máu mà nuôi tế bào cơ tim của chúng ta, do đó nó rất là quan trọng. Bởi vì một khi tim của mình mà ngừng đập á, thì cũng đồng nghĩa với chúng ta tử vong. Do đó mạch vành đây thì lúc nào cũng phải thông thoáng để đảm bảo được cái việc mà tưới máu cho cơ tim được ổn định. Tuy nhiên khi mà có cái tình trạng xơ vữa xảy ra như thế này á, thì hậu quả là nó sẽ làm cho lòng mạch của mình bị hẹp lại. Vậy thì cái lòng mạch bị hẹp lại này á, thì nó chưa gây ra cái vấn đề nào nguy hiểm đến tính mạng hết. Tuy nhiên mỗi khi mà bệnh nhân vận động căng thẳng làm cho nhịp tim của bệnh nhân gia tăng, có nghĩa là lúc này tế bào cơ tim nó cần có cái nhu cầu tiêu thụ oxy cao hơn bình thường. Vậy thì cái vị trí bị hẹp này sẽ làm cho cái việc tưới máu nó bị hạn chế, nó sẽ làm cho tế bào cơ tim của mình bị thiếu oxy. Lúc này tế bào cơ tim sẽ chuyển từ hô hấp hữu khí thành hô hấp kỵ khí, sinh ra sản phẩm là axit lactic, và axit lactic sẽ làm cho cơ tim của chúng ta bị đau. Lúc này cơn đau thắt ngực sẽ xảy ra, đau quặn ở bên ngực trái và lan ra cái phía cánh tay và đầu mặt cổ. Tuy nhiên cơn đau thắt ngực này xảy ra là do hẹp, do đó nó sẽ liên quan đến vận động, đến căng thẳng, đến tăng nhịp tim, nên mình gọi nó là đau thắt ngực ổn định, stable adrenal.
Tuy nhiên một ngày đâu tự nhiên buồn buồn nào đó, không có cần phải vận động, không cần phải căng thẳng gì hết, cái mảng xơ vữa này nó bong tróc ra, nó sẽ tạo ra một cái vết thương hở, và lúc này thì tiểu cầu sẽ kết tập tới và xuất hiện và tạo ra cái cục máu đông. Thì đây cái cục máu đông này nó sẽ làm cho cái mạch vành của bệnh nhân bị bít tắc luôn chứ không phải là bị hẹp nữa. Hậu quả ở đây cũng sẽ là tế bào cơ tim bị thiếu máu nuôi, nhưng mà tình trạng thiếu máu này là nghiêm trọng, nó sẽ làm cho tế bào cơ tim cũng là chuyển sang hô hấp kỵ khí này, cũng sinh ra sinh tích này rất là đau, tình trạng đau này kéo dài và nó sẽ làm cho hậu quả cuối cùng là tế bào cơ tim của chúng ta bị hoại tử, bị chết ha. Và đây là tình trạng rất là nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Cái này nó không liên quan đến vận động, do đó mình gọi nó là đau thắt ngực không ổn định, hay còn gọi là cơn đau thắt ngực nghiêm trọng, mà đây chính là nhồi máu cơ tim. Vậy thì hỏi đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim giống hay khác nhau thì mình phân biệt được ha. Đọc nhồi máu cơ tim chính là đau thắt ngực không ổn định, đau thắt ngực nghiêm trọng. Rồi có tóm tắt như sau: khi cơ tim bị thiếu oxy, chuyển sang hô hấp kỵ khí, sinh ra axit lactic thì sẽ làm cho cái tình trạng đau thắt ngực xảy ra. Nhưng khi mà cục huyết khối được hình thành làm cho mạch vành của chúng ta bị tắc nghẽn thì lúc này bên cạnh cái tình trạng đau nó sẽ kèm theo hoại tử tế bào cơ tim, mình gọi nó là đau thắt ngực nghiêm trọng hay còn gọi là nhồi máu cơ tim. Vậy thì một số xét nghiệm giúp chúng ta chẩn đoán được nhồi máu cơ tim, ví dụ như những cái thay đổi trên điện tâm đồ của bệnh nhân, có nghĩa là lúc này cái sóng điện tim nó sẽ không có bình thường mà nó bị rối loạn, thì mình cũng phải phát hiện được là một cái vấn đề trong co bóp cơ tim đang xảy ra. Hoặc là chúng ta có cái xét nghiệm đó là chụp mạch vành để theo dõi được những cái vị trí tắc nghẽn. Tuy nhiên là những cái dấu hiệu này thì nó rất là phức tạp để chẩn đoán, và thường nó xảy ra muộn sau cơn nhồi máu cơ tim rồi, không kịp nữa. Bởi vậy bây giờ mình cần tìm những cái xét nghiệm nào mà giúp chẩn đoán thật là sớm và có cái độ nhạy, độ đặc hiệu cao. Thì những xét nghiệm này mình gọi đó là các cái xét nghiệm men tim. Xét nghiệm men tim có nghĩa là gì? Bình thường trong tế bào cơ tim của chúng ta để nó hoạt động nó cần có các cái enzyme, các cái men trong tế bào cơ tim. Nhưng mà khi tế bào cơ tim bị hoại tử thì những cái men, những cái enzyme này sẽ bị giải phóng ra ngoài huyết tương. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là mình sẽ lấy máu, mình tách ra, mình lấy huyết tương của bệnh nhân, mình xét nghiệm nồng độ của những cái men tim này gia tăng thì mình biết là đang có sự hoại tử tế bào cơ tim xảy ra. Tuy nhiên tim nó chỉ chiếm 1% trọng lượng cơ thể thôi, do đó cái lượng men mà nó giải phóng ra rất là ít. Bởi vậy mình phải xác định được những cái enzyme là đặc hiệu chỉ có ở tế bào cơ tim á, thì giúp chúng ta phát hiện được sớm những cái tình trạng này. Thì ở đây mình sẽ gặp một số cái men tim như sau. Thứ nhất đó là creatinine kinase, viết tắt là CK. Thứ hai đó là AST, có một tên gọi khác nữa ha, đó là GOT. Thứ ba đó là lactate dehydrogenase, mình gọi là LD hoặc là LDH. Thứ tư là myoglobin, và cuối cùng đó là troponin I hoặc là T. Còn cái loại mà BNP ấy, cái này thì nó liên quan chính là đến suy tim nhiều hơn, do đó cái này thôi chúng ta bỏ qua ha. Bây giờ lần lượt mình sẽ đi tìm các cái chỉ số này. Thứ nhất đó là creatinine kinase thì nó sẽ có mặt trong cái hoạt động co của cơ, nó tạo ra năng lượng ATP để cơ của chúng ta hoạt động. Thì trong cái quá trình đó nó sẽ giải phóng và cho ra creatinine giúp chúng ta đánh giá được chức năng thận. Do đó thì bất kỳ những cái tổ chức nào chúng ta mà có sự hoạt động của cơ thì nó sẽ có cái enzyme CK này. Vậy thì cái enzyme này nó sẽ có mặt ở những cái tổ chức nào? Chúng ta ở đây sẽ có 3 loại isoenzyme ha: CKMM, CKMB và CKBB. Thì đây CKBB ha, nó rất là ít xuất hiện, cho đó thôi mình bỏ qua nó đi. Mình xem giùm cô CKMM và MB. CKMM á thì nó có mặt rất là nhiều ở tim, tuy nhiên thì nó có mặt ở cơ xương nhiều hơn nữa. Do đó khi mà nó tăng thì nó không có đặc hiệu cho tim ha, chủ yếu nó đánh giá những cái tình trạng tổn thương về cơ vân ở xương. Do đó ở đây thì mình sẽ dùng nó là CKMB để đặc trưng cho tim nhiều hơn. Mặc dù cái lượng của nó ở tim không nhiều bằng CKMM nhưng mà nó lại rất ít có ở những cơ quan khác. Do đó khi mà nó tăng thì chúng ta có thể chẩn đoán được là nó đặc hiệu cho tim. Đặc điểm tăng của CKMB á, thì thôi mình không có cần học về cái số giờ tăng ha. Các bạn chỉ cần nhớ dùng cô á, đó là vai trò của nó là gì. Nếu mà những cái enzyme nào mà tăng sớm á, thì sau nhồi máu cơ tim á, thì sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán được sớm. Còn nếu mà nó đạt đỉnh chậm á, thì nó sẽ giúp chúng ta theo dõi được cái độ phục hồi, có nghĩa là cái khả năng tái lưu thông và tưới máu lại. Thì cái CKMB này á, nó sẽ lững lờ ở giữa, có nghĩa là nó tăng cũng không quá sớm và nó giảm cũng không quá chậm, do đó nó có cả hai vai trò, vừa là cái marker chẩn đoán sớm mà vừa chẩn đoán tưới máu lại, theo dõi độ phục hồi của cơ tim. Loại xét nghiệm thứ hai đây chúng ta có thể dùng đó là AST, đó là aspartate transaminase.
Chỉ số này mình có thể thấy hơi quen một chút ha, bởi vì lát nữa chúng ta cũng sẽ gặp nó ở trong men gan nữa. Đối với gan chúng ta có hai loại, đó là ALT và AST ha, tức là GPT và GOT. Thì ở đây chúng ta sẽ xem nè, đó là AST á, thì nó có mặt cỡ gan này, ở tim này, ở cơ cơ vân. Còn ALT thì nó chỉ có mặt ở gan thôi. Bình thường thì cái AST này á, nó có cái T1 phần 2 là 17 giờ, ALT có T1 phần 2 là 47 giờ. Do đó khi mà gan của chúng ta bị tổn thương, nó giải phóng cùng một lúc cả hai enzyme này, thì lúc nào cái lượng ALT nó tồn tại lâu hơn, nó cũng sẽ có cái tỷ lệ trên cho AST luôn luôn lớn hơn 1. Hay nói cách khác đó là AST trên ALT sẽ bé hơn 1 nếu mà ở các tổn thương thông thường ở gan. Tuy nhiên, trong cái trường hợp mà bệnh nhân có cái tổn thương ở tim thì nó sẽ làm cho cái AST này giải phóng ra nhiều hơn và làm cho cái tỷ lệ AST trên ALT lúc này nó sẽ lớn hơn 1. Nhưng mà cái xét nghiệm này thì nó thường là nó không có đặc hiệu lắm. Rồi vai trò của xét nghiệm này là nó tăng muộn này, nhưng mà nó đạt đỉnh chậm, do đó nó không giúp chúng ta chẩn đoán sớm bởi vì nó không có đặc hiệu, nhưng mà nó giúp chúng ta theo dõi được cái độ phục hồi, chẩn đoán được những cái biểu hiện chậm kèm cơn đau thắt ngực. Enzyme thứ ba đó là lactate dehydrogenase, nó xúc tác cho cái phản ứng chuyển hóa pyruvate thành lactate. Enzyme này á, thì mình sẽ có 5 loại isoenzyme, đánh số thứ tự là lượt là từ 1 đến 5, và loại mà có mặt ở tim là LDH1. Tuy nhiên thì nó còn có nhiều nơi khác nữa, do đó nó cũng không có đặc hiệu ha. Nhưng mà được cái đó là cái LDH này nè, nó đạt đỉnh và thải trừ rất là chậm, do đó vai trò chính của nó cũng là để giám sát hiệu quả điều trị, theo dõi độ phục hồi sau nhồi máu cơ tim. Mình có enzyme thứ tư ở đây đó là myoglobin. Tên của nó nghe có vẻ na ná như là hemoglobin, là bởi vì nó cũng là cái thành phần vận chuyển oxy, nhưng mà nó vận chuyển oxy cho cơ, cho nên mình gọi đó là myoglobin. Thì trung tâm của nó cũng là một cái nhân hem chứa cái ion sắt 2 để giúp chúng ta liên kết với oxy. Do đó thì nếu mà có mặt myoglobin trong cơ thì nó sẽ làm cho cơ của chúng ta nó có màu đỏ tươi. Bởi vậy chẳng hạn như là thịt bò, cái miếng thịt bò khi mà chúng ta cắt về các bạn sẽ thấy nó rất là đỏ bởi vì nó chứa nhiều myoglobin cho cơ hoạt động. Nhưng mà khi mà chúng ta nấu chín nó lên ở nhiệt độ cao thì cái sắt 2 này nó sẽ chuyển thành sắt 3 và nó làm cho thịt nó có màu tái nâu. Vậy thì myoglobin nó sẽ có mặt ở trong tất cả các tế bào cơ ha, kể cả cơ tim, kể cả cơ vân mà chúng ta vận động, do đó đương nhiên là nó sẽ không đặc hiệu cho cơ tim rồi. Nhưng mà người ta sử dụng nó là bởi vì nó tăng rất là sớm và chúng ta dễ dàng xét nghiệm ra nó được bằng các cái xét nghiệm kháng thể. Do đó thì ở đây á, chúng ta sẽ dùng nó là chỉ số sớm ở bệnh nhân, nhưng mà chỉ những cái bệnh nhân nào mà có nguy cơ cao thôi. Ví dụ như là bệnh nhân có rất là nhiều những cái bệnh lý về tim mạch rồi và gần đây thì không có một cái chấn thương nào về cơ hết, do đó thì chúng ta mới chẩn đoán được là bệnh nhân tăng myoglobin này là dấu hiệu của hoại tử cơ tim. Còn nếu mà bệnh nhân đang còn trẻ nè, không có nhiều những cái nguy cơ về tim mạch mà gần đây còn có chấn thương gì đó nữa thì cái sự tăng myoglobin này không phải là do nhồi máu cơ tim được. Rồi chúng ta đến với cái enzyme cuối cùng, đó là troponin Y, troponin T. Thì đây troponin là những cái phức hợp enzyme trong cơ tim của chúng ta, bao gồm ba loại, đó là Y, C và T. Bình thường thì ba loại troponin này sẽ gắn với nhau để ngăn cách G-actin và tropomyosin không có gặp nhau được. Và nó nằm ở dạng bất hoạt như thế này. Nhưng mà khi mà có canxi vào trong tế bào cơ tim á, thì nó sẽ gắn lên troponin C, làm cho troponin C trở thành dạng hoạt động và nó sẽ làm cho cái phức hợp này bị đứt ra. Như vậy thì G-actin và tropomyosin sẽ gặp được nhau và từ đó hiện tượng co cơ tim sẽ xuất hiện. Bởi vậy cái phức hợp mà enzyme troponin này chỉ có ở tế bào cơ tim thôi, không có những tế bào khác, do đó nó cực kỳ đặc hiệu cho cơ tim của chúng ta ha. Đặc điểm tăng của nó thì gần giống như CKMB nhưng mà duy trì lâu hơn, do đó chủ yếu nó được dùng để chẩn đoán sớm mà với cái độ nhạy là gần như 100%, mà còn thêm được cái vai trò theo dõi hiệu quả điều trị nữa. Thì trên đây là cái việc tổng kết một số cái enzyme mà chúng ta đã học, thì các bạn có thể xem thêm. Bây giờ mình đi đến bệnh lý tiếp theo ha, bệnh lý thứ tư đó là bệnh về gan và mật nói chung. Bệnh về gan mật ở đây á, thì do hậu quả của việc sử dụng thuốc, rượu bia, rồi viêm gan như siêu virus vân vân, thì những cái hậu quả của suy giảm chức năng gan mà chúng ta đã học ở bài 1 á, mình có thể xem thêm lại phần đấy.
Những cái xét nghiệm mà mình sẽ dùng ở đây chẳng hạn như là ST, ALT này, rồi gamma glutamine transferase, viết tắt là GGT, rồi phosphat ta kiềm, có nghĩa là alkaline phosphat đó, viết tắt là ALP, rồi alpha fetoprotein viết tắt là AFP. Thì đặc điểm chung giống với nhồi máu cơ tim á, thì đây cũng là những cái enzyme mà bình thường nó có trong tế bào gan hoặc là tế bào của thành ống mật. Nhưng mà khi mà các bệnh lý về gan hoặc là thành ống mật nó xuất hiện thì nó sẽ làm cho những tế bào này bị hoại tử và nó sẽ giải phóng những enzyme này vào trong máu. Chúng ta sẽ xác định được cái nồng độ gia tăng bất thường của nó để biết ra là có sự hoại tử, có bệnh lý xảy ra. Vậy thì đầu tiên mình sẽ xem về chỉ số AST và ALT. Nó có đặc điểm như sau. AST có thời gian bán thải là 17 giờ. ALT có thời gian bán thải rất là lâu, đó là 47 giờ. Bình thường thì AST nó vừa có trong bào tương và vừa có trong ti thể của tế bào nhu mô gan. Nhưng mà ALT thì chỉ có trong bào tương thôi. Bởi vậy nếu mà những cái tình trạng viêm gan rồi hoại tử gan thông thường thì nó sẽ làm cho tế bào bị bể, giải phóng cả ở bào tương, cả ở ti thể. Thì vì thời gian bán thải của ALT dài hơn, cho nên lúc nào cái chỉ số ALT nó cũng nhiều hơn chỉ số AST. Do đó mình sẽ có cái tỷ lệ AST trên ALT luôn luôn bé hơn một trong các cái tình trạng bệnh lý về gan thông thường, ví dụ như là viêm gan do virus chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu như bệnh nhân có tổn thương gan do rượu thì nó sẽ phá hủy ti thể nhiều hơn, nó sẽ làm cho AST giải phóng ra đây có cái số lượng nhiều hơn và làm cho cái tỷ lệ này thậm chí là lớn hơn hai. Và điển hình nữa là trong những tình trạng đặc trưng như là bệnh ngộ độc đồng Wilson thì thậm chí nó làm cho cái tỷ lệ này lớn hơn 4. Xét nghiệm thứ hai đó là gamma glutamine transferase. Đây là một enzyme chuyển cái glutathione mà bình thường có mặt ở trong gan chúng ta, nó được ghép lại từ ba axit amin nè, đó nó sẽ giúp glutathione này phân hủy, cắt rời từng axit amin hoặc là gắn lại thành glutathione. Tuy nhiên cái GGT này ngoài việc có mặt trong tế bào nhu mô gan thì nó còn có mặt ở trong cái tế bào thành của ống mật nữa. Do đó vai trò của cái chỉ số này là nó tăng trong những cái bệnh lý về gan, về mật, ví dụ xơ gan, ung thư gan nguyên phát hoặc là thậm chí là viêm gan, tắc mật, sỏi mật, giống với chỉ số ALP mà chúng ta sẽ học sau đây. Về alkaline phosphate thì chủ yếu nó chỉ có ở trong thành tế bào ống mật thôi. Do đó cái sự gia tăng của nó chủ yếu là liên quan đến mật nhiều hơn là GGT. Do đó thì ở đây chúng ta có thể sử dụng nó để phân biệt được các bệnh lý về vàng da do tăng bilirubin ở đây này, là nó là liên quan đến tắc mật hay là liên quan đến viêm gan. Chỉ số cuối cùng đó là AFP, alpha fetoprotein. Cái chữ feto ở đây có nghĩa là tiếp đầu ngữ fetus, bào thai á. Bình thường khi mà chúng ta trong bụng mẹ đang nằm ở dạng bào thai á, thì protein huyết tương được sản xuất ra từ gan nó sẽ nằm ở cái dạng là nguyên thủy AFP. Khi chúng ta trưởng thành rồi thì cái AFP này nó sẽ phát triển và chuyển thành albumin huyết tương. Nhưng mà người ta thấy là đối với người trưởng thành vẫn còn một lượng AFP nhỏ trong cơ thể. Tuy nhiên vai trò của nó là gì thì đến bây giờ vẫn chưa được làm rõ. Hiện tại bây giờ thì AFP này đã được sử dụng với hai mục đích. Thứ nhất đó là nó sẽ dùng để phát hiện cái ung thư gan của bệnh nhân, bởi vì nó được cho là liên quan đến cái việc xuất hiện các cái khối u ở trong gan. Nghĩa là khi mà nồng độ AFP này gia tăng trên 200 nanogram trên ml chẳng hạn thì nó có liên quan đến một cái khối u nào đó xuất hiện ở trong gan của chúng ta. Ngược lại khi mà chúng ta được xạ trị, hóa trị hoặc là cắt bỏ khối u này thì chỉ số này nó cũng sẽ giảm, cho đó chúng ta cũng sẽ dùng nó để theo dõi cái hiệu quả điều trị của ung thư gan. Cái vai trò thứ hai đó là AFP còn được sử dụng trong một số cái xét nghiệm để chẩn đoán bất thường về phôi thai, ví dụ như là dị tật bào thai, quái thai, thì chỉ số này cũng sẽ gia tăng trong huyết tương của người mẹ. Chốt lại cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc các bệnh lý về gan thì các bạn phải nắm giùm cô đó là một số cái enzyme mà nãy giờ chúng ta học á, thì sẽ có một số cái thuốc nó tác động vào và làm cho những enzyme này tăng hoạt động hoặc là giảm hoạt động. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ học đó là những thuốc nào có tác động làm tăng hoạt động của enzyme hoặc là giảm hoạt động của enzyme. Lần lượt các cái thuốc trên này mình phải học thuộc hết cả các bảng này nha. Chúng ta đến với cái bệnh lý thứ năm, đó là bệnh thận. Bệnh thận ở đây thì chủ yếu mình sẽ học rất là đơn giản thôi, vì nó liên quan đến bài 1 mình học gần như là hết rồi. Các bạn này chúng ta cũng đã học ở bài 1 rồi, nhớ nhắc lại ôn lại cho cô ha.
Vậy thận ở đây thì mình sẽ học chỉ số mà thường hay gặp nhất, đó là creatinine huyết tương. Từ creatinine huyết tương này chúng ta tính được hệ số thanh thải creatinine, và có hệ số thanh thải thì mình sẽ suy ra được cái độ lọc cầu thận để đánh giá được chức năng thận của bệnh nhân trong các bạn này. Những cái công thức tính này thì mình đều đã học hết rồi ha. Thứ nhất về chỉ số creatinine huyết tương á, thì nó sinh ra do hoạt động của cơ trong cái phản ứng của creatinine kinase, và lúc nãy chúng ta đã thấy nó đào thải ra ngoài chủ yếu qua thận bằng cái quá trình lọc, do đó nó sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái khả năng lọc của cầu thận có tốt hay không. Tuy nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái khối lượng cơ bệnh nhân nhiều hay ít nè, do đó nó sẽ ảnh hưởng bởi tuổi này, bởi giới tính nè, bởi một số cái thuốc bệnh nhân sử dụng và thậm chí là chế độ ăn uống của bệnh nhân. Cụ thể thì các bạn nắm dùng cô ha, hai thuốc sau đây sẽ làm giảm bài tiết của creatinine, đó chính là cephalosporin và cimetidine. Do đó thì trước khi xét nghiệm chúng ta phải tránh sử dụng những cái thuốc này. Khi mà có được nồng độ creatinine huyết tương rồi thì áp dụng vào công thức Cockroach-Wallace, chúng ta sẽ tính được hệ số thanh thải creatinine huyết tương. Công thức này mình đã học ở bài 1. Rồi sau đó mình hiệu chỉnh theo diện tích da để giảm thiểu sai số, do cái hoạt động cơ của mỗi người là khác nhau á, mình sẽ ra được cái độ lọc cầu thận, thì đây là chỉ số chính xác để mình phản ánh được mức độ suy giảm chức năng thận của một người. Công thức này các bạn cũng ôn lại ha. Giờ mình sẽ đến với cái xét nghiệm 6, cũng là xét nghiệm cuối cùng, đó là định lượng nồng độ các protein trong huyết tương. Thì protein huyết tương nó sẽ có hai loại chính, đó là albumin và globulin. Albumin thì được biết đến với cái vai trò là tạo ra áp suất keo. Áp suất keo đây là do albumin tích điện âm ha, thì nó sẽ hút những cái thành phần mà tích điện dương của nước á, lại gần nó hơn. Vậy thì nó sẽ có cái nhiệm vụ là nó giữ nước vào bên trong lòng mạch. Do đó mình gọi là nó sẽ điều hòa áp suất thẩm thấu của cơ thể. Loại thứ hai đó chính là albumin, nó sẽ làm nhiệm vụ là liên kết để vận chuyển các chất trong huyết tương. Ví dụ như lúc nãy trong bài lipid viết là mình thấy nó sẽ vận chuyển được lipid. Ngoài ra nó vận chuyển được hormone này, một số cái kim loại như là sắt này, đồng này, vận chuyển bilirubin là vận chuyển các cái axit béo, vitamin và vận chuyển cả thuốc nữa. Loại protein huyết tương thứ hai đó là globulin, thì mình còn biết đến nó với tên gọi là immunoglobulin, nó chính là thành phần tạo nên kháng thể, và đó vai trò chính của nó là bảo vệ cơ thể của chúng ta ha. Thứ nhất là albumin thì T1 phần 2 của nó là khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần, tức là trung bình là 20 ngày. Nhiệm vụ chính của nó là điều hòa áp suất thẩm thấu và vận chuyển các chất. Albumin thì nó sẽ giảm trong một số bệnh lý, ví dụ như là bệnh gan, bệnh thận, bệnh suy dinh dưỡng. Cái này mình xem lại cho cô về cái bài ADR. Ngược lại thì nó sẽ tăng khi mà máu của chúng ta cô đặc trong tình trạng mất nước. Đối với globulin thì ở đây nó sẽ tạo thành immunoglobulin, tức là kháng thể được cấu tạo bởi chuỗi nặng này, hai chuỗi nặng này và hai chuỗi nhẹ, tạo ra cái cấu trúc Y điển hình, và trình tự axit amin ở đầu của chữ Y này chính là cái vị trí đặc hiệu giúp chúng ta gắn với kháng nguyên. Về IgE thì như hôm trước cô đã giới thiệu cho các bạn là trong bài dị ứng là trong cơ thể mình có tổng cộng là 5 loại. Mình có IgA, IgD, IgE, IgG và IgM. Và cụ thể hôm nay mình sẽ học là vai trò của từng loại này nó có chức năng là gì. Nhớ dùng cô ha, mình sẽ có 3 loại là đơn phân, đó là D, E và G. Trong đó IgG sẽ là cái loại kháng thể có cái kích thước nhỏ nhất trong số tất cả các loại. IgA thì nó là dimer và IgM là lớn nhất, nó là pentamer ha. Rồi vai trò của từng loại lần lượt như sau. Đây là cái mức độ phần trăm phổ biến, IgG là nhiều nhất. Nó do kích thước nó nhỏ cho nên nó sẽ nằm trong mô, có nghĩa là nằm xen kẽ giữa các tế bào các bạn. Và nó là cái loại kháng thể duy nhất mà qua được nhau thai và tạo ra được cái miễn dịch thụ động từ mẹ qua cho bé. Loại thứ hai đó là IgA thì chiếm 10%. IgA này thì chủ yếu nó sẽ bao phủ những cái bề mặt niêm mạc trong cơ thể của chúng ta và bảo vệ khỏi những cái tác nhân xâm lược từ bên ngoài qua cái bề mặt niêm mạc này. Ví dụ như là các cái dịch tại đường hô hấp, dịch mũi này, dịch họng, dịch phế quản này, tại niêm mạc của đường tiêu hóa này hoặc là tại trong sữa ha. Loại tiếp theo đó là IgM. IgM thì nó sẽ có cái kích thước khá là lớn, nó là pentamer ha. Nó bình thường nó sẽ nằm trong hệ thống tuần hoàn và nó giúp loại bỏ những cái đối tượng lạ mà xâm nhập vào trong hệ thống tuần hoàn của chúng ta.
IGD thì hiện tại bây giờ cái vai trò của nó chưa được nghiên cứu hết, chưa có rõ ràng. Và cuối cùng là IgE ha, gắn lên tế bào mast và chủ yếu tăng trong trường hợp dị ứng. Nó mình sẽ học lần lượt vai trò của năm loại như vậy. Albumin được sản xuất tại gan nhưng mà globulin thì được sản xuất trong tủy xương. Do đó nếu mà bệnh nhân có những cái đột biến nhá, tăng sản tủy xương mình gọi là u tủy á, thì nó sẽ làm tăng thành phần immunoglobulin. Tuy nhiên cái tăng này sẽ sản xuất ra những cái thành phần kháng thể bị lỗi chứ không có tốt cho cơ thể. Đặc biệt là khi mà nó tăng sản chuỗi nhẹ nè thì nó sẽ làm cho cái cấu trúc này nhỏ lọt ra ngoài được qua cầu thận và xuất hiện trong nước tiểu ra những cái hình tinh thể có màu này mình gọi là tinh thể Bernstein. Bạn nắm cho cô thêm một cái loại protein cuối cùng mình gọi đó là protein phản ứng C ha, viết tắt đó là CRP. Thì protein này ngoài cái việc nó đóng vai trò trong cái quá trình đông máu, nó là một chất chống đông tự nhiên của cơ thể, ức chế yếu tố đông máu số 5 và số 8. Thì ngoài ra nó còn có một cái vai trò quan trọng đó là nó thường hay tăng trong những cái trường hợp viêm của cơ thể. Do đó người ta còn ứng dụng nó để làm marker chẩn đoán về viêm nhiễm. Tuy nhiên nó không có đặc hiệu trong từng loại viêm một ha. Cứ nó tăng trong huyết tương thì mình biết là cơ thể mình có viêm thôi. Chứ mình không biết cụ thể nó là viêm ở đâu và viêm cái gì. À, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài số 6 của mình ở đây. Rồi các bạn có gì thắc mắc về nội dung của bài này không mấy bạn? Rồi có một bạn hỏi chỗ phân biệt tiếp 1 và tiếp 2 của peptide C ha. Thì ở đây chú ý dùng cô, peptide C á là cái đoạn peptide mà nó khóa cái insulin của mình do tụy tiết ra thì ha. Ban đầu khi mà tụy sản xuất ra thì nó sẽ bao gồm 3 chuỗi, lần lượt đó là chuỗi C nối ở giữa chuỗi A và chuỗi B. Đó. Chuỗi C này không có tác dụng gì hết nha các bạn. Nó chỉ giống như là một cái ổ khóa, nó khóa cái insulin của mình lại chưa hoạt động thôi, thì mình gọi nó là proinsulin. Rồi sau khi proinsulin được tiết ra từ tuyến tụy thì peptide C sẽ được cắt đi thì ha, trả về lại chuỗi A và chuỗi B thôi. Thì lúc này á, chuỗi A và chuỗi B được hoạt hóa, có tên gọi là insulin, đi vào máu và gây ra tác dụng hạ đường huyết. Như vậy cái peptide C á, nó thải vào trong máu của bệnh nhân, nó chứng tỏ rằng đây là cái nồng độ insulin được sản xuất ra từ tụy mình ha. Rồi khi mà thấy cái dấu hiệu peptide C này á, thì ở đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 2 nó sẽ có sự khác biệt do nguyên nhân.
Như từ đầu mình đã nói á, đó là đái tháo đường type 1, nguyên nhân đó là do thiếu hụt insulin tuyệt đối bởi vì tụy không sản xuất được insulin. Thì ha, thì khi mà tụy không sản xuất được insulin thì rõ ràng cái mảnh peptide này nó sẽ giảm hoặc thậm chí là biến mất luôn, tùy theo cái mức độ nặng của tình trạng sản xuất insulin tại tụy. Ví dụ như á, nếu mà tụy giảm sản xuất insulin thôi thì peptide nó cũng sẽ giảm. Còn tụy không sản xuất hoàn toàn được insulin thì peptide sẽ không có, không định lượng được luôn. Thì đây chính là đặc điểm của peptide trong type 1. Tuy nhiên đối với type 2 á, thì cái vấn đề không nằm ở sản xuất insulin tại tụy. Tụy của chúng ta vẫn sản xuất insulin bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà vấn đề đây đó là do cái insulin của mình không hoạt động được tại tế bào, không gắn được lên receptor tại tế bào. Cho nên thực ra thì nồng độ peptide không có gì thay đổi bởi vì tụy vẫn sản xuất tốt insulin. Nha. Tuy nhiên thì đối với một số cái thuốc điều trị đái tháo đường type 2 bằng đường uống, nó sẽ có cái cơ chế đó là kích thích tế bào beta sản xuất insulin. Những thuốc như vậy nếu mà dùng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 á, mà họ đáp ứng tốt, tụy sản xuất nhiều insulin lên thì nó cũng sẽ trả về cái kết quả là peptide gia tăng. Vậy thì peptide á, nó sẽ bình thường hoặc là tăng trong đái tháo đường type 2. Còn trong type 1 á, thì nó giảm hoặc là biến mất. Vậy thì vai trò đầu tiên của peptide đó là phân biệt đái tháo đường type 1 và type 2. Vai trò thứ hai á, thì ít sử dụng hơn ha. Đó là giúp chúng ta theo dõi cái độ phục hồi của tụy khi mà điều trị trong đái tháo đường type 2. Mình xem thử là bệnh nhân có đáp ứng với các cái thuốc kích thích tế bào beta sản xuất insulin hay không. Nếu có đáp ứng thì cái chỉ số peptide của mình nó sẽ gia tăng lên. Thì ha, có nghĩa là tụy nó đang tăng sản xuất đó. Một bạn hỏi là phân biệt vàng da tắc mật và viêm gan của ALP, tức là phốt phát ta kiềm. Rồi, cái chỉ số ở phốt phát ta kiềm này nè, thì nó là một cái enzyme mà chủ yếu nó nằm trong cái tế bào thành ống mật. Ở đây, đây là các tế bào thành ống mật này các bạn. Thì ha, ống mật thì sẽ là nơi mà chúng ta gom góp mật. Đây, gom vào để đổ vào trong túi mật để dự trữ. Thì đây là các tế bào thành ống mật, nơi mà có chứa các cái enzyme gọi là ALP. Vậy thì khi tế bào thành ống mật ở đây mà nó bị tổn thương á, thì cái enzyme ALP này sẽ được giải phóng vào trong huyết tương và là gia tăng nồng độ bất thường ở trong máu. Thì mình biết được là cái này có nghĩa là cái vấn đề, cái bệnh lý về ống mật của bệnh nhân đang gặp phải. Vậy thì nó được dùng trong trường hợp nào? Khi mà bệnh nhân bị bệnh gan đấy các bạn, thì hậu quả của một trong số những cái triệu chứng bệnh gan đó là bệnh nhân sẽ bị vàng da. Nguyên nhân vàng da đó là bởi vì gan của chúng ta bình thường nó sẽ giúp mình chuyển hóa liên hợp bilirubin thành cái dạng tan tốt và đào thải ra ngoài được qua phân hoặc là qua nước tiểu. Đó thì gan sẽ giúp chúng ta đào thải được cái bilirubin này. Bilirubin này là một cái nhân chuyển hóa từ nhân hem của hồng cầu thôi các bạn. Thì trong quá trình mà hồng cầu được sinh ra và chết đi, nó thải ra cái nhân hem, thì sau nhiều quá trình biến đổi nó sẽ tạo ra cái khung bilirubin này và cần được đào thải ra ngoài. Nó có màu vàng, sắc tố vàng ha. Thì khi mà gan của chúng ta gặp vấn đề thì bilirubin không có đào thải ra ngoài được, nó ứ đọng lại trong cơ thể, gia tăng nồng độ và thường tích lũy cao ở dưới bề mặt da, làm cho da của mình bị vàng. Cho nên thường người ta hay nói là biểu hiện của bệnh gan đó là vàng da. Tuy nhiên á, thì cái vấn đề không đào thải được bilirubin ở đây có thể nằm ở một trong hai vị trí. Vị trí thứ nhất đó là do bản thân các cái tế bào nhu mô gan này nè, nó bị giảm hoạt động, nó bị viêm, nó bị tổn thương. Đấy thì nó sẽ không chuyển hóa bilirubin được. Mình gọi đấy là những cái trường hợp bị viêm gan, bị tổn thương tế bào nhu mô gan. Có thể là do viêm gan hoặc là ung thư gan, là hoại tử tế bào gan hoặc là xơ gan. Tóm lại là nó xảy ra ở tế bào nhu mô gan. Đấy mấy cái cục tròn tròn đây này, đấy tế bào gan á ha. Ở trường hợp thứ hai đó là cái việc sản xuất chuyển hóa bilirubin tại các tế bào nhu mô gan vẫn bình thường, nhưng mà bilirubin sau khi được chuyển hóa xong á
thì nó sẽ được đổ vào trong túi mật để thải ra ngoài theo phân. Đấy thì cái quá trình mà thải ra ngoài theo mật đây này nó gặp vấn đề do cái ống mật của mình bị viêm, bị tắc hoặc là bị sỏi này ha. Đấy thì nó cũng sẽ làm cho bilirubin không có thải trừ ra ngoài được. Cái này mình gọi đó là nguyên nhân bị tắc ở đây là sau gan á. Cái quá trình chuyển hóa ở đây đã xong xuôi hết rồi. Nhưng mà cái đường ống này nó bị tắc, nó không có thải trừ bilirubin ra được thì nó cũng sẽ làm ứ đọng bilirubin và gia tăng nồng độ làm cho bệnh nhân bị vàng da. Biểu hiện của quá trình viêm gan hoặc là quá trình tắc mật đều là vàng da cả. Nhưng mà người ta muốn phân biệt coi thử là vậy vàng da này là do tắc mật hay là do viêm gan thì chúng ta sẽ có thể dựa vào cái chỉ số ALP. Nếu mà chỉ số ALP này gia tăng, vậy có nghĩa là các cái tế bào ở thành ống mật đang bị phá hủy, bị hoại tử thì mình biết là vậy thì vấn đề xảy ra đó là do cái quá trình lưu thông mật gặp vấn đề, bệnh nhân có thể là bị ở cái đoạn ống mật bị tắc mật. Còn trong trường hợp mà ALP nó vẫn bình thường, đấy thì mình biết là vấn đề không phải là ở đường ống dẫn mật mà là ở các tế bào nhu mô gan, có thể nguyên nhân đó là do viêm gan. Đấy ha, cho nên nhìn chỉ số ALP á, mình có thể phân biệt được vàng da tắc mật và vàng da viêm gan. Bởi vì ALP là nó tăng trong các bệnh lý về ống túi mật ha. Phần thuốc ảnh hưởng lên enzyme gan. Phần này thì không phải không có gì để giảng hết mà chủ yếu là các bạn phải học thuộc cái bảng này ha. Đó. Các thuốc làm tăng hoạt động hoặc là làm giảm hoạt động của các enzyme gan. Thuốc làm tăng hoạt động ở đây á thì các bạn nhớ giùm cô đó là mỗi thuốc trên này này nó làm tăng hoạt động của loại enzyme gì ở đây. Này ha, loại enzyme gì? Thì đây là những enzyme mà nãy giờ mình học ở trong bài. Chẳng hạn như trong chúng ta vô đề mình sẽ có câu trắc nghiệm là thuốc nào sau đây làm tăng hoạt động của GGT này ha, thì cho các bạn các đáp án, một trong số đó là có phenytoin chẳng hạn. Đó thì mình học ở đây là phenytoin là làm tăng hoạt động của GGT này thì mình sẽ đánh đó là phenytoin. Tương tự vậy hỏi thuốc nào sau đây làm tăng hoạt động của AST thì chúng ta đánh một trong số những cái thuốc ở đây. Mình ha, thuốc nào sau đây làm tăng hoạt động của AST và ALT. Đó thì mình sẽ đánh những cái thuốc ở đây. Thì chủ yếu mình học cái chiều tăng hoạt động là chính hơi giảm hoạt động thì mình có một thuốc duy nhất là clofibrat là tí này rất là dễ rồi. Dạng câu hỏi thứ hai là mình có thể hỏi 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 ngược đi ha. Đó là hỏi là enzyme nào sau đây bị tăng hoạt động bởi heparin. Đó, ví dụ hỏi như vậy chẳng hạn. Là enzyme nào sau đây bị tăng hoạt động bởi amiodarone thì mình sẽ đánh đáp án là ALT này. Thì tăng hoạt động bởi amiodarone này. Đó nó sẽ có hai câu hỏi chiều xuôi và chiều ngược. Thì tóm lại các bạn cứ học thuộc cho cô cái bảng mà enzyme sẽ chịu ảnh hưởng bởi các cái thuốc khi mà chúng ta sử dụng là được. Thì ha. Bảng này nhìn vậy chứ mà có nhiều câu và dễ ra ở đây lắm nha mấy bạn. Các enzyme này có cùng hệ cytochrome không cô? Không nha. Cái hệ cytochrome P450 á, là những cái enzyme tác động lên các cái chất, các cái thuốc trong cái quá trình mà gan của mình phải chuyển hóa. Ví dụ thuốc A, thuốc B, thuốc C gì đấy, hoặc là một cái chất dinh dưỡng chất nào đấy. Thì ha thì nó sẽ thuộc cái hệ enzyme là cytochrome P450. Còn các cái enzyme ở đây nè, thì các bạn thấy ở trong á, nó có ghi vai trò của các enzyme đây rồi. Đây chẳng hạn như AST-ALT trước đây mình có học này. Thì ha, nó chuyển hóa các cái axit amin. Đây nó chuyển hóa axit amin để đưa vào cái vòng tuần hoàn ở cái vòng chu trình để tạo ra năng lượng. Đấy, mình thường hay gọi đó là các cái vòng chuyển hóa citrat. Đó. Để nó tạo ra năng lượng ATP. Đó, được ha? Thì đây là những cái vòng hô hấp của tế bào các bạn. Những enzyme này là những cái enzyme nó phụ trách một cái vai trò chuyển hóa ví dụ như là hô hấp hoặc là tạo năng lượng gì đó của tế bào, ví dụ chu trình citrat ngày xưa mình có học trong hóa sinh đó, học trong sinh rồi đó. Đó thì nó đảm nhiệm những cái vai trò khác của tế bào cơ chứ nó không phải là cái hệ enzyme cis kiểu
chuyển hóa thuốc hoặc là các chất dinh dưỡng còn lại thì ha. Đây ví dụ như thế này vậy, glutamine transferase này các bạn, GGT này, đấy thì nó làm nhiệm vụ đó là thêm bớt các cái gốc glutamine vào để tạo thành glutathione, hoặc là cắt đi, cắt cái ba cái thành phần này axit amin để thải trừ glutathione đi. Nhiệm vụ của nó là làm trên cái thằng glutathione thôi. Ha. Những cái enzyme này là những enzyme cơ bản để đáp ứng hoạt động của tế bào đó các bạn. Này cũng không phải luôn nha, này cũng không phải ship luôn. Và mình còn câu hỏi gì nữa nào các bạn? Rồi không có gì thắc mắc, hiểu hết rồi rồi ha. Rồi vậy thì các bạn hình dung cái nội dung bài này là mình học những cái vấn đề gì rồi. Học cho cô bệnh lý nè, dùng chỉ số xét nghiệm gì, có từ viết tắt hay không. Chỉ số xét nghiệm đó thể hiện cái điều gì của bệnh lý. Để trong một số trường hợp bệnh đặc biệt mà nó quá phổ biến thì ví dụ đái tháo đường thì mình phải học cả các cái mốc bình thường, mốc bị bệnh. Còn lại trong những trường hợp khác nếu như cô không có đề cập đến thì các bạn không có cần phải học cái chỉ số đó là bao nhiêu thì bình thường, bao nhiêu thì bị bệnh ha. Chủ yếu mình xem mình tham khảo thôi. Đó, quan trọng là mình nhớ được cái ý nghĩa của nó là gì là được rồi. Bởi vì đa phần giống như cô đã nói là trong phiếu xét nghiệm nó đều cho chúng ta cái giới hạn bình thường, mình nhìn mình so sánh là mình biết được tăng hay là giảm thôi. Vấn đề của chúng ta biết được tăng hay giảm này có ý nghĩa gì là được, tăng là tốt hay là giảm là tốt nhá. Rồi vậy thì coi như là cái mục tiêu đầu tiên của bài trên các cái xét nghiệm hóa sinh lâm sàng là chúng ta hoàn thành. Bây giờ mình nghỉ giải lao cho cô trong vòng 5 phút. Trong thời gian này thì mình xem cho cô cái bài sử dụng thuốc trên đối tượng phụ nữ có thai. Sau đó thì chúng ta sẽ vào với nội dung của bài này nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến với bài cuối cùng sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt. Thì nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến bốn đối tượng đặc biệt, đó là phụ bốn đối tuy nhiên đó thì dễ nhầm lẫn qua lại với các đối tượng với trẻ, thì khi đó thì chúng ta sẽ đỡ bị nhầm lẫn qua cứu dược trên cái dược động học dành cho cái người bình thường. Bởi vậy đây thì cái chế độ sử dụng thuốc nó sẽ có sự khác biệt. Còn đối với phụ nữ cho con bú á, thì mặc dù cơ thể của họ thứ hai là những biến đổi, cô sẽ đi vào cái phụ nữ có thai. Do bài này trước đây ấy là mấy anh chị học cho bốn đối tượng luôn thì ha, do đó thì cô sẽ đặt cạnh, cô so sánh bốn đối tượng với nhau, nhưng đây mình chỉ học có một mình đối tượng phụ nữ có thai à, cho nên lúc nãy cô tua đi cái đoạn đầu đi chứ không phải là nó dập dập đâu. Chúng ta chỉ học trên một đối tượng thì mình không có cần phải làm bảng so sánh gì hết nữa nha mấy bạn. Mình học thẳng trên đối tượng phụ nữ có thai luôn. Cho nên những cái thông tin nào trong bài mà nó nói đến cái việc so sánh với các đối tượng khác á, thì chúng ta không có cần phải quan tâm ha. Mình học trên một đối tượng này là được rồi. Nó đỡ hơn rất rất là nhiều, giảm tải rất là nhiều so với chương trình trước đây rồi. Thì chúng ta sẽ học những cái ý như sau. Thứ nhất là ảnh hưởng của thuốc đối với thai nhi hoặc là trẻ sơ sinh. Thứ hai là những biến đổi về dược động học của thuốc xảy ra như thế nào. Và cuối cùng là những nguyên tắc sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai là gì.
Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là thuốc ảnh hưởng như nào đến thai nhi. Thì cái vấn đề này được đề cập đầu tiên sau khi mà cái thảm họa thalidomide xảy ra. Người ta nhận thấy rằng là khi chúng ta sử dụng thuốc cho người mẹ thì thuốc nó hoàn toàn có thể qua được hàng rào nhau thai và gây bất lợi cho cái sự sinh trưởng, tăng trưởng của trẻ nhỏ. Do đó thì nó có thể dẫn đến những cái hiểm họa. Bởi vậy chúng ta cần phải cẩn trọng khi sử dụng thuốc cho đối tượng này. Cụ thể thì hiện tại bây giờ chúng ta có một số những cái ví dụ về thuốc đã được biết đến là gây khả năng quái thai. Chẳng hạn như chúng ta có dietinstilbestrol là một cái hormone nữ nội tiết tố nữ tổng hợp được dùng để điều hòa những cái sinh lý của nữ giới. Thì cái thuốc này khi sử dụng ở người mẹ mang thai ấy, nó sẽ gây ra cái hậu quả cho thai nhi. Đó là nếu mà thai nhi là bé gái thì sau này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư âm đạo. Còn nếu là bé trai thì sẽ làm tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn. Một số những cái ví dụ khác nữa, ví dụ như là misoprostol thì gây tăng co bóp cơ trơn tử cung và từ đó thì dọa sảy thai ha. Hoặc là các cái thuốc qua được hàng rào nhau thai gây biến dạng dị tật ở thai nhi, ví dụ như là phenytoin, tetracycline, thalidomide, ức chế men chuyển, hoặc là tiền vitamina isotretinoin. Thì cái thuốc này thì chúng ta chú ý là nếu mà các bạn nói là vậy thì bình thường khi mà bà mẹ mang thai không được bổ sung vitamin A hay sao, thì điều này là không phải ha. Nó chỉ gây ảnh hưởng đến thai nhi khi mà nó vượt quá cái ngưỡng liều là khoảng tầm 25.000 đơn vị một ngày. Vậy thì đầu tiên các bạn tìm hiểu dùm cô đó là cái cơ chế mà thuốc ảnh hưởng lên thai nhi á, thì chúng ta sẽ chia thành hai loại chính, đó là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nếu như thuốc qua được hàng rào nhau thai và tác dụng thay đổi lên những cái sinh lý của thai nhi thì chúng ta gọi là cơ chế trực tiếp. Còn nếu thuốc chỉ tác dụng lên người mẹ, mà từ những cái tác động lên người mẹ đó nó ảnh hưởng xấu đến thai nhi á, thì chúng ta gọi đó là cơ chế gián tiếp. Thì ở đây cô sẽ có các cái ví dụ như sau. Những cái thuốc ở bên này thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có misoprostol này là nó tác động thông qua cái cơ trơn tử cung của người mẹ thì nó là thuộc dạng là gián tiếp. Còn tất cả những thuốc này mà gây quái thai, dị tật bào thai ấy, thì nó là loại trực tiếp ha. Ngoài ra chúng ta có một số ví dụ khác, ví dụ như khi mà bà mẹ dùng corticosteroid để điều trị á, thì nó sẽ qua hàng rào nhau thai, do đó thì thai nhi sẽ nhận thấy là luôn luôn có cái hormone này có nồng độ tồn tại sẵn rồi, nó không cần phải sản xuất ra thêm nữa, thì hậu quả là sẽ ức chế tuyến thượng thận của thai nhi, hoặc là người ta sẽ lợi dụng nó để điều trị những cái bệnh lý mà ở trong thai nhi mắc phải, ví dụ như là bé bị nhịp tim nhanh chẳng hạn, nguy cơ lâu dài có thể dẫn đến suy tim. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc mà qua được hàng rào nhau thai và làm chậm nhịp tim của bé. Ở đây người ta lựa chọn là Flecainide. Bên thứ hai đó là cơ chế gián tiếp, thì cô có cái ví dụ chẳng hạn như là khi chúng ta điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ có thai á, thì rất ít thuốc có thể lựa chọn được, bởi vì hầu hết các cái thuốc như là chạy beta chẳng hạn hoặc là chạy kênh canxi chẳng hạn nó hạ huyết áp khá là nhanh, làm cho thai nhi dễ bị thiếu oxy á, thì ảnh hưởng đến thai nhi. Hoặc là cái nhóm thuốc lợi tiểu, nguy cơ xảy ra đó là nó làm giảm thể tích dịch tuần hoàn và làm giảm nước ối, cũng ảnh hưởng đến hô hấp của thai nhi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào các cái yếu tố liên quan đến cơ chế trực tiếp. Ở đây thì cô có hai yếu tố ảnh hưởng đến. Thứ nhất đó là cái việc vận chuyển thuốc qua nhau thai nhiều hay là ít, và chủ yếu được nghiên cứu là cuối thai kỳ. Và khi mà thuốc qua là nhau thai ấy, thì cái thời điểm của thai kỳ nó cũng ảnh hưởng đến cái tác dụng của thuốc. Vậy đây chúng ta sẽ xem dùm cô thử ha, thuốc được vận chuyển qua nhau thai như thế nào. Thì nhau thai của chúng ta được biết đến là một cái hàng rào ở phospholipid thân dầu, do đó thì hầu hết các cái chất độc thuốc của chúng ta đều có thể đi qua được cái hàng rào nhau thai này, bởi vì các cái chất này trong cơ thể chúng ta để tồn tại có một cái mức độ thân dầu nhất định, chỉ có điều là ít hay là nhiều thôi. Và các chất này thì nó sẽ đi theo hai chiều ha, từ mẹ vào bé và từ bé vào mẹ. Tuy nhiên cái chiều mà chủ yếu nhất trong thai kỳ á, là nó sẽ đi theo cái hướng là từ mẹ vào bé. Cái việc di chuyển này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, ví dụ như tính chất lý hóa của thuốc chẳng hạn như là thuốc thân dầu hay là thân nước ha, phân tử lượng của thuốc lớn hay là bé nè, tỷ lệ liên kết với protein huyết tương của người mẹ nhiều hay ít, và cuối cùng đó là chênh lệch nồng độ thuốc trong máu của mẹ ha. Thì ở đây chúng ta sẽ đi lần lượt từng tiêu chí một. Cô có ví dụ thứ nhất đó là về tính chất lý hóa của thuốc. Nếu như thuốc của chúng ta là thân dầu tan nhiều trong lipid chẳng hạn như là khi chúng ta gây mê để mổ với các hợp chất như thiopental này, morphine này,
nó thấm mạnh qua thần kinh trung ương ha, nghĩa là tan nhiều trong lipid á, thì nó sẽ dễ qua hàng rào nhau thai à, và có thể quá liều. Nếu như chúng ta sử dụng ở người mẹ quá mức á, thì bé có thể có nguy cơ chẳng hạn như là mọc phim qua nhiều quá làm cho thai nhi bị liệt hô hấp sau khi sanh nè. À, nhưng mà ngược lại đây chúng ta sử dụng các cái thuốc phối hợp thêm, nghĩa là cái nhóm giãn cơ á, ở đây cô có Vancuronium hoặc là Pancuronium, thì nhóm này lại là nhóm thân nước nhiều hơn, là có mức độ ion hóa cao thì cái nhóm này khó qua hàng rào nhau thai hơn ha. Về phân tử lượng của thuốc thì các bạn chú ý học cho cô các cái cột mốc qua hay là không qua. À, thứ nhất chúng ta có những cái phân tử lượng nhỏ như thế này thì rất là dễ qua ha, 250 đến 500 đăng tâm này. Từ 500 đến 1000 nó thì khó qua hơn và trên 1000 nó thì qua rất là ít. Ví dụ một số thuốc có cái phân tử nó quá là cồng kềnh, chẳng hạn như erythromycin, cái vòng của nó rất là lớn này, hoặc là heparin đó, là một cái chuỗi nhiều cái phân tử trùng hợp, insulin là chuỗi nhiều axit amin gắn lại, thì những cái phân tử này rất là lớn, không qua được hàng rào nhau thai. Vitamin B12 và immunoglobulin, tức là kháng thể, nó cũng có kích thước lớn. Tuy nhiên nó có cái nhu cầu là thai nhi cần. Bởi vậy thì bẩm sinh hàng rào nhau thai chúng ta sẽ có các cái bơm vận chuyển, tức là các cái receptor sẽ làm nhiệm vụ tiêu tốn năng lượng để vận chuyển những cái chất này qua được hàng rào nhau thai. Đặc điểm thứ ba đó là nếu như thuốc của tan nhiều trong nước, tức là phân bố nhiều trong máu, trong huyết tương, thì nếu mà nó có cái tỷ lệ liên kết với protein mẹ nhiều hơn so với thai nhi thì nó sẽ khó qua hàng rào nhau thai hơn. Bởi vì mình hình dung là khi nó liên kết với protein huyết tương, nó sẽ làm cho trọng lượng phân tử, cái kích thước của thuốc nó rất là lớn, nó khó chui qua được hàng rào nhau thai. Ví dụ đây như là sulfonamide nào, hoặc là barbituric. Và đặc điểm cuối cùng đó là chênh lệch nồng độ thuốc mà càng cao á, thì thuốc sẽ càng dễ qua. Cái này nó đi theo cái chiều khuếch tán theo gradient nồng độ thôi ha. Bởi vậy nếu mà chúng ta phải lựa chọn cái đường tiêm á, để tiêm cho phụ nữ có thai, thì chúng ta nên truyền tĩnh mạch chậm để làm cho cái nồng độ thuốc đi vào trong máu của mình nó không bị tăng cao quá đột ngột, thì nó sẽ an toàn hơn so với cái loại mà tiêm tĩnh mạch trực tiếp. Đặc điểm thứ hai đó là cái thời điểm của thai kỳ nó cũng sẽ quyết định cái tác dụng của thuốc. Thì chú ý dùng cô các bạn nắm đặc điểm của thai kỳ như sau. Thì trung bình một người phụ nữ có thể mang thai là từ 38 đến 40 tuần. Thì ở đây chúng ta sẽ chia thành 3 giai đoạn. Kể từ khi mà trứng và tinh trùng gặp được nhau, mình gọi cái mốc này là thụ thai ha, cho đến khoảng tuần thứ 2, tuần thứ 3 gì đó, mình gọi là ngày thứ 17. Thì giai đoạn này trứng và tinh trùng thì đang cởi bỏ lớp áo ngoài để phối hợp các bộ nhiễm sắc thể vào với nhau. Thì giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn tiền phôi, bởi vì nó chưa xuất hiện phôi. Kể từ ngày thứ 17, 18 trở đi á, thì lúc này nó phát triển thành một cái phôi. Thì phôi ở đây có nghĩa là các cái tế bào ở đây đã được biệt hóa thành những cái chức năng riêng biệt rồi. Thì mình gọi cái giai đoạn này trở đi là giai đoạn phôi. Thì từ giai đoạn này cho đến khoảng tuần thứ 7, tuần thứ 8, có nghĩa là ngày thứ 56 hả các bạn. Giai đoạn phôi nó chỉ kéo dài trung bình trong khoảng cỡ 4 đến 5 tuần thôi. Nhưng mà trong giai đoạn này, từ những cái tế bào mầm ban đầu ha, nó sẽ biệt hóa cho ra các cái cơ quan chức năng cụ thể, và thậm chí thai nhi chúng ta đã có đủ hình hài của một đứa bé, bao gồm mà phần đầu này, phần thân này và tứ chi và các cái cơ quan cũng đầy đủ luôn. Bởi vậy đặc điểm của thời kỳ này đó là tốc độ phát triển của thai nhi nó rất là mạnh. Thời kỳ cuối cùng đó là thời kỳ thai, khi mà thai nhi đã có hình hài của một đứa bé, thì thời kỳ này nó sẽ bắt đầu từ tuần thứ 7, thứ 8 trở đi cho đến hết thời kỳ mang thai. Thời kỳ này thì chủ yếu làm nhiệm vụ đó là hoàn thiện các cái cơ quan chức năng thôi, mà thời gian nó lại rất là dài, do đó thời kỳ này thì tốc độ phát triển của thai nhi nó sẽ chậm hơn. Vậy thì cái tác động của thuốc vào từng thời kỳ nó sẽ tùy thuộc vào cái tốc độ phát triển của thai nhi trong thời kỳ đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy nè, thời kỳ tiền phôi thì tốc độ phát triển của nó chậm, do đó thì thuốc gần như không có tác dụng trong thời kỳ này. Một số bạn cũng bảo là thật là may mắn, đó là khi mà chúng ta mang thai những tuần đầu mình không biết được là mình mang thai mà vô tình sử dụng thuốc thì nó sẽ ít nguy hiểm ha. Tuy nhiên ở đây thì vẫn có nguy cơ nguy hiểm, người ta gọi đó là quy luật tất cả hoặc không có gì, đó là nếu mà thuốc thực sự ảnh hưởng đến thai nhi thì cái thai đó nó sẽ không tồn tại nữa, nó sẽ chết thai luôn. Còn nếu mà thuốc không ảnh hưởng thì thai hoàn toàn phát triển khỏe mạnh như bình thường ha, thì này nó cũng đỡ ha. Nhưng mà nó khác với thời kỳ đó là thời kỳ phôi. Thời kỳ này thì thai nhi nó sẽ phát triển cực kỳ mạnh và biến hóa cho ra từng cơ quan, bởi vậy cực kỳ nhạy cảm với thuốc ha. Thuốc sử dụng trong thời kỳ
này mà có ái lực cao với cái mô nào thì nó sẽ gây biến dạng cái cơ quan đó. Bởi vậy á, nếu mà thuốc ảnh hưởng lên cái thời kỳ này thì hầu hết hậu quả đó là thai nhi sẽ bị dị dạng, bị quái thai, dị tật bào thai. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ thai á, thì thời kỳ này tốc độ phát triển đã chậm lại rồi, do đó thai nhi sẽ ít nhạy cảm với thuốc hơn. Bởi vậy người ta nói là tránh sử dụng thuốc 3 tháng đầu thai kỳ là muốn tránh vào cái thời kỳ phôi thai này ha các bạn. Như vậy thì cô tóm tắt lại qua một số ý như sau. Thai kỳ trung bình là khoảng tầm 38 tuần, bao gồm 3 thời kỳ tiền phôi ha, là 17 ngày đầu tiên. Thời kỳ này được coi như là không nhạy cảm với thuốc, tuân theo quy luật tất cả hoặc không có gì. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ phôi, từ ngày 18 đến ngày thứ 56. Thời kỳ này thì thai nhi phát triển mạnh ha, do đó nhạy cảm với thuốc và đặc biệt là những cái hệ cơ quan như là thần kinh trung ương hoặc là tim mạch. Thời kỳ thứ ba đó là thời kỳ thai, từ tuần thứ 8, 9 trở đi cho đến hết thai kỳ thì thời kỳ này ít nhạy cảm với thuốc hơn. Chúng ta sẽ đi đến mục tiêu thứ hai, đó là tìm hiểu những thay đổi dược động học ở phụ nữ có thai. Thì ở đây nó sẽ tác động lên ba quá trình chính, đó là hấp thu nè, phân bố và thải trừ. Chuyển hóa tuy nó cũng có thay đổi nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều đến việc sử dụng thuốc, do đó chủ yếu chúng ta quan tâm đến ba cái giai đoạn này ha. Vậy các bạn nhớ dùng cô á, là cái đặc điểm chính của thời kỳ mang thai mà nó ảnh hưởng lên dược động học chính là vì cơ thể người mẹ á, sẽ có cái thể tích nước nhiều hơn bình thường. Nước ở đây gia tăng á, một phần là do nó tích trữ ở mô ha, do phù, và phần thứ hai quan trọng hơn đó là do làm gia tăng thể tích tuần hoàn, có nghĩa là tăng thể tích máu á. Và chính cái việc tăng thể tích máu này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái quá trình khác, ví dụ như là hấp thu, ví dụ như là thải trừ ha, nó sẽ làm tăng gần như tất cả các hoạt động. Vậy thì ở đây chúng ta nhớ cái từ khóa đó là tăng. Một số những cái trường hợp ngoại trừ có thể giảm ha, chúng ta sẽ học loại trừ ra sau. Đầu tiên các bạn xem dùng cô quá trình hấp thu ha. Hấp thu thì đối với đường uống á, sẽ xảy ra một số cái vấn đề như là nhu động đường tiêu hóa nó sẽ giảm, bởi vì cơ trơn nó bị ức chế toàn phần ha các bạn. Dạ dày thì giảm tiết axit đến tận 40%. Do đó thì mặc dù cái hệ tuần hoàn ta phát triển hơn, tưới máu tiêu hóa tốt hơn nhưng mà nó lại giảm hấp thu. Ngoại trừ đường tiêu hóa thì tất cả những cái đường khác như là bôi da này, phổi này, đường đặt âm đạo này, bởi vì lưu lượng tuần hoàn gia tăng cho nên nó sẽ tăng hấp thu tất cả những đường còn lại ha, thậm chí là tất cả các loại đường tiêm. Tuy nhiên khi mà chúng ta tiêm á, thì lưu ý một cái đó là tiêm bắp mình chỉ nên tiêm ở phần thân trên thôi, ví dụ như là bắp tay hoặc là bắp vai, mà hạn chế tiêm ở phần thân dưới là mông với đùi. Nguyên nhân là bởi vì thông thường ha, phụ nữ mà thời kỳ mang thai người ta hay bị phù ở phần thân dưới á, do tăng áp lực thủy tĩnh á, thì nó sẽ làm cho cái việc hấp thu này bị ảnh hưởng. Và cái lưu ý cuối cùng là có một đường dùng nó không bao giờ thay đổi ở tất cả các đối tượng đặc biệt luôn, đó chính là đường tiêm tĩnh mạch, bởi vì lúc nào sinh cả dục của nó cũng là 100% rồi. Giai đoạn thứ hai bị ảnh hưởng đó là giai đoạn phân bố. Vậy thì khi mà chúng ta tìm hiểu một cái vấn đề nào đó về phân bố thì chúng ta nhớ dùng cô hai ý. Thứ nhất đó là nó liên quan đến phân bố là tỷ lệ nước và tỷ lệ mỡ trong cơ thể thay đổi như thế nào. Nếu như nước nhiều hơn thì nó sẽ làm tăng phân bố các thuốc tan nhiều trong nước. Nếu như mà mỡ nhiều hơn thì nó sẽ làm tăng phân bố các thuốc tan nhiều trong mỡ. Và ý thứ hai chúng ta cần quan tâm giai đoạn phân bố đó chính là tỷ lệ protein huyết tương tăng hay là giảm, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt tính của các thuốc bị thải ra dạng tự do. Vậy tương tự thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu đầu tiên đối với phụ nữ có thai ha. Thứ nhất là mình sẽ thấy nè, máu tăng 20% giữa thai kỳ và 50% cuối thai kỳ. Điều này có nghĩa là nước trong cơ thể nữ giới chắc chắn sẽ tăng ha, do đó dẫn đến hậu quả là tăng phân bố các thuốc tan nhiều trong nước. Tuy nhiên thì ở phụ nữ có thai mỡ cũng tăng luôn ha các bạn, do đó cũng tăng phân bố các thuốc tan nhiều trong mỡ luôn. Vậy thì ý đầu tiên về nước và mỡ thì chúng ta giải quyết được. Ý thứ hai đó là về protein huyết tương, tức là albumin á, thì các bạn nhớ giúp có một điều đó là đối với phụ nữ có thai thì sản xuất albumin tăng nhưng bởi vì thể tích máu tăng nhiều hơn, do đó nó sẽ làm cho cái nồng độ albumin trên huyết tương hay là huyết thanh á, nó sẽ bị giảm. Tuy nhiên cái giảm này chỉ là giảm về nồng độ chứ không phải là giảm về số lượng, bởi vậy nó không hề ảnh hưởng đến cái việc mà tỷ lệ liên kết của thuốc với protein huyết tương, do đó cái này nó không có ý nghĩa, chúng ta không có cần quan tâm đến cái sự thay đổi này trong sử dụng thuốc. Giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn thải trừ, là bởi vì cái lưu lượng tuần hoàn gia tăng ha, do đó đương nhiên đó là độ lọc cầu thận
sẽ tăng khoảng tầm 50% ở giai đoạn đầu thai kỳ và sau đó tiếp tục tăng. Bởi vậy những thuốc mà thải trừ nhiều qua thận dạng còn hoạt tính ấy, như là lithi này, beta lactam này, aminosid này thì nó cũng sẽ tăng thải trừ nhiều hơn. Nó không cần phải quá lưu ý trong việc sử dụng thuốc bởi vì đây là chiều hướng tăng ha, mình không có sợ bị tích lũy. Tương tự thì chuyển hóa qua gan cũng tăng luôn. Vậy các bạn chú ý dùng cô những cái thay đổi trong việc động học các mình ghi chú ra để cho đỡ quên và so sánh với các đối tượng còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với những cái lưu ý khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai ha. Trước tiên thì khi sử dụng thuốc chúng ta cần phải có cái thông tin đó là thuốc này liệu có an toàn hay không. Mình sẽ có những cái bảng phân loại mức độ an toàn để chúng ta đánh giá cái việc sử dụng thuốc. Thì ở đây cô giới thiệu cho các bạn hai bảng, nhưng chúng ta chỉ cần học các bảng của Mỹ tức là FDA thôi ha. Còn các bảng của Úc thì chúng ta không có cần học. Ở đây thì FDA nó sẽ phân loại được tổng cộng là 5 loại A, B, C, D, X theo cái nguy cơ tăng dần lên. Ha. Lần lượt là loại A đó là các nghiên cứu có kiểm soát để chứng minh rằng là không có nguy cơ cho thai nhi. Loại B đó là chưa có bằng chứng về nguy cơ trên người và có thể trên động vật thì đã có rồi, do đó thì nó vẫn nguy hiểm hơn so với loại A ha. Loại C đó là có nguy cơ cho bào thai nhưng mà có thể xảy ra hoặc là không. Và loại D đó là chắc chắn có nguy cơ cho bào thai rồi. Loại X đó là chống chỉ định cho phụ nữ có thai luôn, bởi vì cái nguy cơ này là rất lớn, thậm chí là đe dọa tính mạng của thai nhi. Vậy thì khi sử dụng thuốc ấy, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng được là loại A là an toàn này, loại B thì cân nhắc ha. C và D thì chỉ dùng khi nào mà lợi ích lớn nhiều so với nguy cơ thôi, còn X thì không được dùng. Thì ở đây chúng ta nắm cho cô các cái ví dụ. Thì đây là những cái lựa chọn mà chúng ta có thể sử dụng để điều trị viêm loét dạ dày tá tràng cho phụ nữ có thai. Thì bởi vì antacid có độ phân loại an toàn là A, do đó chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được. Đối với cái nhóm kháng histamine H2 thì chúng ta có cimetidine, phân loại mức độ an toàn là B, do đó cũng có thể cân nhắc. Nhưng mà pantoprazole thì mức độ là C rồi, do đó chúng ta chỉ dùng khi nào mà lợi ích lớn hơn nhiều so với nguy cơ thôi. Và cuối cùng là không được sử dụng misoprostol vì nó xếp loại X. Như vậy thì cô sẽ có những nguyên tắc cơ bản về độc tính của thuốc đối với sinh sản được tóm gọn như sau. Thứ nhất đó là có mối tương quan giữa độc tính với liều dùng. Ví dụ như chúng ta thấy đó, vitamin A khi chúng ta dùng liều thấp hàng ngày mình bổ sung từ dinh dưỡng thức ăn thì nó không hề ảnh hưởng gì đến thai nhi hết. Nhưng nếu mà chúng ta bổ sung quá cái ngưỡng liều là 25.000 đơn vị một ngày thì nó sẽ gây quái thai. Bởi vậy liên quan đến việc sử dụng thuốc thì chúng ta nên khuyên là sử dụng sao là càng ngắn ngày càng tốt và liều càng thấp càng tốt. Chỉ sử dụng thuốc khi thật cần thiết thôi ha. Thứ hai đó là liên quan đến đặc điểm di truyền của loài. Do đó là nếu mà thuốc của chúng ta mới chỉ có những cái nghiên cứu ở trên động vật mà chưa có nghiên cứu trên người, hoặc là nó xếp loại B chẳng hạn, thì chúng ta không nên sử dụng cái thuốc này bởi vì những cái đặc điểm mà trên động vật chứ chắc trên người đã giống như vậy. Thời điểm sử dụng thuốc thai kỳ cũng liên quan đến cái độc tính của thuốc, và cái này chúng ta vừa làm rõ ở phần trước. Bởi vậy chúng ta sẽ tránh hạn chế sử dụng nhất là 3 tháng đầu thai kỳ. Và cuối cùng là cái cơ chế tác động của độc tính đối với sinh sản thì hiện tại bây giờ vẫn chưa được làm rõ. Mình chưa biết cơ chế thì rất khó để khắc phục được. Do đó cách chúng ta làm đó chính là tránh sử dụng càng ít càng tốt thôi ha. Từ đó mình sẽ suy ra những nguyên tắc sử dụng thuốc cơ bản như sau. Thứ nhất đó là hạn chế tối đa sử dụng thuốc, chỉ dùng khi bắt buộc với một số trường hợp bệnh lý đặc biệt ha, chẳng hạn như đái tháo đường này, động kinh này, hen này. Tránh dùng thuốc 3 tháng đầu thai kỳ, chỉ dùng thuốc ở trong các khoảng thời gian ngắn nhất có thể và liều thấp nhất để có hiệu quả ha. Và cuối cùng đó là chúng ta chỉ chọn những thuốc đã được chứng minh là an toàn thôi. Vậy thì mình kết thúc về phụ nữ có thai ha. Ở nội dung của bài này chúng ta có chỗ nào chưa rõ, nhanh quá không nghe kịp không mấy bạn?
Các bạn phải nhớ được cho cô đó là ở trên cái phần ảnh hưởng của thuốc đối với thai nhi nè, thì những thuốc nào là những thuốc tác động trực tiếp, những thuốc nào là thuốc tác động gián tiếp và danh sách các thuốc chống chỉ định tuyệt đối trong thai kỳ nha. Rồi tiếp theo đó thì mình phải học cho cô đó là các giai đoạn khác nhau của thai kỳ á, thì nó sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau của thuốc như thế nào. Cụ thể cái phần đấy thì cô sẽ hỏi các bạn đó là giai đoạn tiền phôi là xảy ra vào khoảng thời gian bao nhiêu đấy, rồi giai đoạn phôi hoặc là giai đoạn thai đấy, khoảng thời gian cụ thể của nó là như thế nào, mỗi giai đoạn ở đây thì nó sẽ chịu tác động như thế nào đối với thuốc nhá. Ví dụ như là cô có thể hỏi là trong ba giai đoạn này thì giai đoạn nào là giai đoạn thai nhi nhạy cảm nhất với thuốc, thì ha thì nhạy cảm nhất chính là giai đoạn phôi này các bạn, được ha, vì tốc độ của thai nhi phát triển mạnh mẽ. Ngược lại cô sẽ hỏi là vậy giai đoạn nào là giai đoạn thai nhi không nhạy cảm hoặc là ít nhạy cảm nhất với thuốc, đó thì mình sẽ đánh nó là giai đoạn tiền phôi, đây là giai đoạn ít nhạy cảm nhất hay không muốn nói là không nhạy cảm luôn. Xếp theo thứ tự nhạy cảm á, thì tiền phôi là ít nhất, rồi đến giai đoạn thai và cuối cùng nhạy cảm nhất đó là giai đoạn phôi thì ha. Rồi trong đây thì có một số lưu ý như là quy luật tất cả hoặc không có gì của giai đoạn tiền phôi nè. Hoặc là giai đoạn phôi thì phát triển mạnh là đặc biệt là thần kinh trung ương và tim thì ha. Giai đoạn thai là giai đoạn hoàn thiện thôi nên tốc độ phát triển nó sẽ chậm lại đó. Rồi mỗi thời điểm khác nhau trong thai kỳ thì khi chúng ta sử dụng thuốc nó sẽ gây ra hậu quả khác nhau là một, và cái thứ hai đó là bản chất của thuốc á, nó cũng sẽ quyết định cái tác dụng khác nhau lên thai nhi, bởi vì nó có thể qua nhiều hoặc là qua ít, nó qua hàng rào nhau thai á. Thì đây cô sẽ có bốn cái đặc điểm của thuốc khi mà vận chuyển qua hàng rào nhau thai, trong đó thì có các cái tính chất lý hóa, phân tử lượng, tỷ lệ liên kết với protein hoặc là chênh lệch nồng độ thuốc, thì các bạn học cho cô các cái quy luật ở trong đây. Đấy ha, cụ thể tính chất lý hóa thì thuốc như thế nào qua nhiều, đấy kèm theo các ví dụ đó. Thuốc như thế nào thì qua ít, kèm theo các ví dụ. Đấy ha, phân tử lượng thì phân tử lượng bao nhiêu qua nhiều, phân tử lượng bao nhiêu qua ít, có trường hợp ngoại trừ nó là cái gì. Tỷ lệ liên kết với protein thì dễ rồi, các bạn cứ hình dung đó là liên kết với protein thì nó sẽ to, cồng kềnh và khó qua. Và cuối cùng chênh lệch nồng độ thuốc mà càng nhiều thì thuốc sẽ càng dễ qua hơn, giống như là mình đổ dốc mình đi rồi đó, dốc mà càng cao thì tốc độ mình chạy sẽ càng nhanh và càng nhiều nhá. Phần tiếp theo mình đi qua những cái thay đổi về dược động học của phụ nữ có thai, thì dược động học ở đây cái quy luật chung mà chúng ta đã rút ra trong bài đó là tăng các cái giai đoạn dược động học, mà nguyên nhân chính làm cho các giai đoạn dược động học tăng ở đây chủ yếu là do gia tăng thể tích tuần hoàn, mà máu hay gọi là tuần hoàn lưu thông đó, đó là cái quyết định rất là nhiều những cái chức năng cơ quan của cơ thể. Bởi vậy giá tuần hoàn tăng là hấp thu tăng, tuần hoàn tăng là giai đoạn phân bố nó cũng tăng luôn ha, chức năng gan chức năng thận cũng tăng thì nó sẽ làm cho thải trừ và chuyển hóa cũng tăng hết luôn. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái ngoại trừ, trong bài á mình thấy có hai chỗ ngoại trừ. Ngoại trừ có nghĩa là không theo cái quy luật tăng này. Cái ngoại trừ thứ nhất đó là hấp thu đường uống nó không tăng, nguyên nhân là bởi vì giảm cái việc tiết axit dịch vị, do đó thì cái việc mà hoàn hóa các cái men tiêu hóa nó sẽ kém hơn bình thường, cho nên trong thai kỳ á, thường cái khả năng tiêu hóa của họ sẽ giảm. Phụ nữ có thai thường hay phải đối diện với các cái tình trạng như là đầy bụng, khó tiêu và rất nhiều những cái rắc rối về vấn đề tiêu hóa thì ha, thì hấp thu đường uống của thuốc nó cũng sẽ giảm theo như vậy. Đây là cái ngoại trừ thứ nhất. Cái ngoại trừ thứ hai đó là nằm trong giai đoạn phân bố ha, nồng độ albumin hay còn gọi là nồng độ protein huyết tương nó sẽ giảm. Và trong bài cô cũng đã lưu ý giảm ở đây là giảm chỉ là trên nồng độ thôi, nguyên nhân là bởi vì cái việc sản xuất albumin á, là nó tăng vậy ha, cái gì trong cơ thể của phụ nữ có thai nó cũng tăng sản xuất hết á, nhất là các chất dinh dưỡng. Albumin là một chất dinh dưỡng do gan, mà chức năng gan tăng á, thì albumin cũng sẽ tăng sản xuất thôi, cho nên xét về cái lượng albumin để liên kết với thuốc thì nó không hề thiếu đấy ha. Tuy nhiên do thể tích máu của mình tăng nhiều hơn cho nên thành ra nó làm cho nồng độ albumin nó bị loãng đi đấy ha, hai cái đều tăng nhưng mà thể tích nó tăng nhiều hơn thì nó sẽ làm cho nồng độ chất tan nó bị loãng như là cô đã nói ha. Vậy thì nồng độ albumin giảm ở đây nó sẽ không có ý nghĩa với việc liên kết với thuốc bị ảnh hưởng, thuốc vẫn đủ albumin để liên kết,
không sợ bị đẩy ra ở dạng tự do, không sợ gia tăng độc tính, cho nên chúng ta không sợ nó bị ảnh hưởng. Thì đây là cái ngoại trừ thứ hai. Còn lại thì tất cả các giai đoạn của quá trình dược động học chúng ta đều phát triển theo chiều tăng á, thì gần như nó là những cái có lợi cho cái sự chuyển hóa, hấp thu, phân bố, thải trừ của thuốc. Mình sẽ không sợ là thuốc bị tích lũy, tăng nồng độ trong cơ thể dẫn đến quá liều. Cho nên tính ra thì về liều dùng ở phụ nữ có thai á, mình sẽ không cần phải điều chỉnh nhiều. Cái quan trọng khi sử dụng thuốc ở phụ nữ có thai đây chính là chúng ta dùng thuốc ít nhất có thể, đấy, trong thời gian ngắn nhất có thể để hạn chế tối thiểu những cái tác động của nó trong thai kỳ thôi. Chứ còn chúng ta không có cần phải điều chỉnh liều theo chức năng gan, chức năng thận hay là liên kết với protein huyết tương, mình không cần phải làm những vấn đề đấy, bởi vì chiều của dược động học biến đổi đây là theo chiều gia tăng nha. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý trên việc sử dụng thuốc này. Đây, lưu ý thứ nhất là cách để chọn được thuốc nào dùng được hoặc là không. Thì khi mà các bạn đọc các cái hướng dẫn sử dụng của thuốc á, các bạn hay thấy nó ghi là dùng thuốc cho phụ nữ có thai xếp loại mức độ an toàn là mức độ A, mức độ C, mức độ D gì đấy. Đấy, thì đây chính là cái cơ sở để chúng ta lựa chọn. Đây là cái bảng phân loại phổ biến nhất nên cô chỉ yêu cầu các bạn học cái bảng này thôi. Nha. Thì khi mà các bạn học bảng này xong, các bạn sẽ biết A thì có dùng được hay không, B, C, D thì dùng được hay không. Ha. A là mình có thể dùng an toàn, yên tâm, thoải mái. B với C thì chúng ta sẽ dùng gọi là mang tính chất cân nhắc nhiều hơn. Đấy, trong đó đặc biệt là C với D này, chỉ khi nào mà lợi ích mang lại nhiều hơn so với nguy cơ. Lợi ích ở đây ví dụ như là nó chữa được bệnh tật cho người phụ nữ có thai đó, nó cứu sống được tính mạng của phụ nữ có thai. Còn nguy cơ nó chỉ là một cái tỷ lệ nào đó sẽ mang lại cho thai nhi cái dị tật nho nhỏ, ít ảnh hưởng nhiều, hoặc là tỷ lệ nó xuất hiện chưa có cao, đó thì người ta vẫn sẽ sử dụng cái thuốc này. Một cái ví dụ điển hình đó là điều trị hen trong thai kỳ. Thì các bạn biết hen á, nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là khó thở. Thì tình trạng khó thở này không chỉ nguy hiểm cho người mẹ mà còn nguy hiểm cho bào thai nữa, có thể dẫn đến tử vong ở cả mẹ và bé, bởi vì mẹ không thở được, không lấy oxy thì bé cũng sẽ không có oxy. Một trong số những cái thuốc dùng để cấp cứu tình trạng hen thì là có chủ vận beta 2 để giãn phế quản ha, cái này thôi chúng ta không có nhắc tới bởi vì nó tương đối là an toàn trong thai kỳ. Cái thuốc thứ hai đó là corticosteroid để kháng viêm. Với đường sử dụng là đường toàn thân, ví dụ đường uống hoặc là đường tiêm chẳng hạn, để cấp cứu người ta hãy tiêm để giảm cái mức độ viêm của đường dẫn khí, làm cho bệnh nhân dễ thở hơn. Thì cái corticosteroid này nè, rõ ràng là nó có nguy cơ cho bào thai vì nó đã được chứng minh là gây ra một cái tỷ lệ trẻ bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch vào cái giai đoạn 3 tháng đầu hoặc là những cái tháng về sau á, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối mà chúng ta sử dụng với liều cao thời gian dài thì nó sẽ gây ra suy teo vỏ tuyến thượng thận bẩm sinh ở thai nhi. Bởi vì lúc nào nó cũng cung cấp một cái lượng corti từ máu mẹ và máu bé thì cơ thể bé nó sẽ hiểu là không cần phải sản xuất thêm cái hormone corticosteroid từ tuyến thượng thận nữa. Cho nên tuyến thượng thận sẽ ngưng sản xuất luôn, gọi là đẻ ra là suy teo vỏ tuyến thượng thận luôn. Mặc dù người ta biết có cái nguy cơ như vậy nhưng lợi ích mang lại là cứu sống được tính mạng trong cơn nguy kịch giữa mẹ và bé thì người ta vẫn chấp nhận sử dụng corti cho phụ nữ có thai. Thì ha, thì đấy người ta gọi đó là cân nhắc khi mà lợi ích lớn hơn nguy cơ thì mình vẫn có thể sử dụng được trong những cái trường hợp như thế này. Nhưng mà riêng cái loại ích á, là loại chống chỉ định tuyệt đối, có nghĩa là trừ phi chúng ta muốn chấm dứt thai kỳ nhá thì mình mới sử dụng cái thuốc đấy, còn không thì chúng ta sẽ không sử dụng cho phụ nữ có thai. Chẳng hạn như là misoprostol chẳng hạn đó, các bạn thấy là một số trường hợp ủa sao vẫn kê cho chị này dùng misoprostol ví dụ như thế đi, thì đấy là bởi vì người ta muốn chấm dứt thai kỳ, muốn đình chỉ thai để đẩy thai nhi ra ngoài thì người ta mới dùng cái thuốc đó thôi. Còn lại á, thì trong những trường hợp khác nếu mà vẫn muốn giữ để cho mẹ, để cho bé tồn tại chung với mẹ thì người ta sẽ không sử dụng những cái thuốc mà được xếp loại X bởi vì nguy cơ của nó rất là lớn, tỷ lệ dị tật và để lại cái hậu quả nặng nề cho cơ thể của bé. Lúc này chúng ta bắt buộc phải chọn là giữ mẹ hay là giữ bé đó. Thì thông thường theo y khoa nếu như người mẹ mà đang còn có cái cơ hội để có thể sống cuộc sống lâu dài hơn á thì người ta sẽ chọn đó là đình chỉ thai kỳ để giữ lại người mẹ, cho nên người ta sẽ chống chỉ định những cái thuốc như thế ha.
Rồi phần cuối cùng, từ những cái ảnh hưởng của thuốc trên thai kỳ, cái ví dụ này mình cũng học ha, phân loại mức độ gì, thế này thì dễ rồi. Nhớ ở đây là trên cái hoạt chất thôi chứ không có phải là cả cái nhóm thuốc đó đều phân loại mức độ như thế này nha. Ví dụ simetidine thôi chứ không phải là cả nhóm kháng histamine H2 đâu. Bởi vì mỗi thuốc đi vô trong cơ thể của mình nó có cái dược động học khác nhau nữa chứ nó không có chung quy cho cả nhóm ha. Đây, học cho cô nguyên tắc cơ bản về độc tính của thuốc với sinh sản. Nguyên tắc này trong bài cô đã giải thích rồi. Và từ cái nguyên tắc này chúng ta sẽ suy ra được nguyên tắc sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai. Hai cái đó nó liên quan đến nhau, suy qua suy lại đó. À, thì cứ nhớ chung quy là dùng thuốc càng ít càng tốt trong thời gian ngắn nhất có thể và liều thấp nhất có thể. Tránh sử dụng nhất là 3 tháng đầu thai kỳ. Đấy, trong đề mà cho 3 tháng giữa hoặc là 3 tháng cuối thì những cái câu đó là những câu bẫy mình. Thì ha. À, chọn thuốc đã chứng minh an toàn trên con người thôi chứ những cái nghiên cứu trên động vật thì thường nó không có giá trị lắm. À, những trường hợp nào bắt buộc phải sử dụng thuốc cho người mẹ, đây là đái tháo đường này, động kinh này, hen này, thấy chưa? Bởi vì những trường hợp này á, nó ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ cho nên chúng ta bắt buộc phải sử dụng thuốc để điều trị. À, trong đó thì mình cân nhắc lựa chọn những thuốc nào càng ít ảnh hưởng đến thai nhi càng tốt. Ví dụ đái tháo đường chẳng hạn, đó, mình có rất là nhiều thuốc để điều trị đái tháo đường. Nhưng mà đái tháo đường thai kỳ á, thì cái cơ chế của nó gần giống với đái tháo đường tiếp 1, đó là do thiếu hụt insulin. À, do nhu cầu của người mẹ trong quá trình mà mang thai, insulin nó cần nhiều hơn bình thường thôi. Mà cơ thể mình không tăng sản xuất lên kịp á, thì nó thành ra là nó bị thiếu. Để ha, do đó thì người ta sẽ bổ sung điều trị cho đái tháo đường thai kỳ là bằng chính cái insulin tiêm từ ngoài vào luôn chứ không sử dụng các thuốc đường uống. À, nguyên nhân thứ nhất là bởi vì nó tác động đúng vào trong cái cơ chế là người mẹ đang bị thiếu thì mình bổ sung thêm insulin giống như điều trị đái tháo đường tiếp 1 vậy đó. À, và nguyên nhân thứ hai đó là do các thuốc điều trị đái tháo đường mà bằng đường uống như là metformin này, sulfonylurea này đó, nó sẽ có một cái tỷ lệ nhất định là thân nước, thân dầu qua được hàng rào lipid thì nó sẽ qua được hàng rào nhau thai vì nó dùng đường uống mà các bạn. Nhưng mà với insulin, thuốc này không dùng đường uống được, không hấp thu qua đường uống được bởi vì nó rất to, cồng kềnh. Thực ra thì điều đó cũng có nghĩa là khi chúng ta dùng đường tiêm nó sẽ không hấp thu được qua hàng rào nhau thai đó, cho nên thuốc này được cho là an toàn trong thai kỳ. Cho nên thường các bạn thấy mấy cái bà bầu bị đái tháo đường, tiểu đường thai kỳ á, là người ta sẽ chích insulin luôn chứ không có dùng metformin hay là sulfonylurea gì hết, bởi vì tính ra trong thai kỳ thì thuốc này lại là an toàn cho thai nhi nhất nhá. Đấy, ví dụ động kinh nữa chẳng hạn, động kinh hoặc là hen khi mà lên cơn nó ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và bé nên người ta phải chấp nhận điều trị nha. Rồi thì đó là một số những cái điểm lưu ý khi mà chúng ta học về đối tượng đặc biệt này. Nếu như mình không có gì thắc mắc nữa thì các bạn tranh thủ chúng ta vừa nghỉ giải lao, vừa xem lại bài từ bài 1 đến bài 4 thì ha, tập trung chủ yếu vào bài 3, bài 4 để chuẩn bị chúng ta làm bài kiểm tra. Hiện tại bây giờ cả cái lớp chính này và cả những bạn đi học bù, các bạn vào xem cho cô trên cái link của tuần tuần 5 của mình á, đã hiện lên bài kiểm tra cột 2 hay chưa? Mình vào mình xem thử thời gian mở bài kiểm tra là mấy giờ, thời gian làm bài là mấy giờ, có thử nó có gì trục trặc hoặc thắc mắc gì không để chúng ta giải quyết ha. Còn nếu không có vấn đề gì á, thì cứ đúng 10 giờ mình vào mình làm bài kiểm tra xong á, thì mình nghỉ. Trong lúc làm bài kiểm tra cô vẫn sẽ để link Google Meet ở đây để giải quyết những cái tình trạng mà gặp sự cố của các bạn ha.